Mở đầu bộ phim có một anh chàng tên là Sang Sik đang nằm dưới sàn nhà suy nghĩ về cuộc đời mình. Mẹ Sang Sik nói anh phải sống như một người bình thường đến từ Bình Dương, nhưng mà khoan. Hình như Sang Sik đang bị trói nên mới suy nghĩ vớ vẩn, anh nhớ về lúc mình gặp người tình trong mộng. Còn cả lúc anh mới tập tễnh bước vào công ty, tiền bối Narea có vẻ như rất tức giận Sang Sik. Chuyển cảnh lúc thì trưởng phòng Sujin đang định tự tử, Sang Sik đến ngăn cản lại nhưng trong đầu Sujin lúc này đã lú như con cú. Cứ tưởng thuyết phục thành công ai ngờ Sujin đã bay như chim xuống. Tưởng là sẽ đi về với ông bà nhưng anh ta hãn sống nhăn răng. Hiện tại thì thời sự đang đưa tin về vụ chủ tịch OKDAE tham ô. Mấy người có cả Sang Sik đang hóng biến thì công tố viên Kim đi vào, nhưng anh đã bị trợ lý nhắc rằng đang đi nhầm phòng. Ông chú trưởng phòng Jang Byung thì vẫn được Sang Sik khen là chăm chỉ làm việc nhưng không ai nhìn thấy trưởng phòng đang làm việc đó là chơi game. Sang Sik hết giới thiệu người này đến người khác, hô hào về chiến tích của họ nhưng mà mấy người đồng nghiệp có vẻ không vui. Thấy không khả thi, Sang Sik quay ra nói với cô đồng nghiệp Na Jae thì lại nhận được câu trả lời ối rồi ôi. Ở quán nước thì Sang Sik đang bận sửa máy tính cho cô em Hae Yang. Lúc này thì thời sự lại đưa tin về ông chủ tịch bất ổn. Ở văn phòng Na Jae thấy comment của Sang Sik nên đã rất tức giận. Cô đi ra ngoài tìm thì bắt gặp luôn. Ông cậu Sang Sik đang ấn dở điện thoại thì thấy cảnh đó nên đã chạy đi. Trong văn phòng lúc này thì các đồng nghiệp đang đau hết cả đầu về vụ việc hồi nãy. Trưởng phòng Jang Byung đến rồi nói với mọi người rằng có một cuộc điện thoại của chủ tịch. Mấy người đi gặp chủ tịch nhưng có vẻ không thuận lợi cho lắm. Về văn phòng thì ông chú Sang Nam cứ đập đầu mình vào tường, tưởng Hyung Mi ra khuyên ngăn ai ngờ cô còn khuyên ông chú đi ra đập đầu vào đinh. Đang bàn tán về chuyện ba linh tinh thì có một ông chú đi qua có lẽ là cơ to hay sao mà khiến cho mọi người chui hết xuống bàn. Sang Sik đưa ra cho mọi người một ý tưởng nhưng ai cũng nghĩ anh là đấng bé chủ. Các vị tiền bối liền trói Sang Sik rồi đáp vào căn phòng để cho anh ta suy nghĩ lại những gì đã làm. Ra ngoài thì mấy người gặp sếp lớn, sau đó thì sếp cói tra khảo qua từng người xem ai có tội. Nhưng ai đi lên nói cũng đổ lỗi hết cho Sang Sik, nhưng không thể thoát được qua ông sếp nên mọi người đã ăn một cú đau như bị người yêu cắm sừng. Lúc này trong phòng nhốt Sang Sik thì anh đã gây ra tiếng động, sếp lớn thấy thế liền tình nghi nhưng mà đã bị đám người Na Jae đánh lạc hướng rồi rủ đi ăn. Trong khi đó lúc này trong phòng thì Sang Sik đang giãy giụa để thoát ra, anh làm một hành động có vẻ như không đặc sắc lắm nhưng người ở phía bên ngoài nhìn thấy thì có vẻ độc lạ. Sang Sik cố gắng lấy chiếc điện thoại ra nhưng khi lấy được anh nhảy ra thì bị ngã nghẹo chân. Nam suy nghĩ lại quá khứ anh nhớ về lúc mình đi phỏng vấn vào công ty, lúc thì gặp người tình trong mộng của mình, sau đó tỉnh giấc thì đã 7 giờ. Khuôn mặt Sang Sik lúc này giống như là vừa đi bem nhau về, cú ngã hồi nãy đã khiến cho hàng tiền đạo của anh bay mấy hai chiếc răng. Cô bạn gái nhắn tin tới nhưng anh không thể làm gì được, lấy lưỡi nhắn tin sau đó nhảy lò cò ra ngoài. Ra ngoài nhìn thấy Hae Yang rồi nhưng cô lại đi cùng với một anh thanh niên khác, sau đó thì Sang Sik đi nói chuyện với Na Jae. Hai người có những khúc mắc riêng của nhau nhưng chỉ riêng có mình Sang Sik là mang nhiều nỗi đau trên mặt, tự nhiên cánh cửa ra vào bị kẹt khiến cho Sang Sik phải trổ tài. Ai ngờ anh làm khô pơng xong còn cho Na Jae ăn cái cùi chỏ vào mặt, cô bị ăn một phát chí mạng còn tuôn luôn hai dòng suối tiết. Về nhà Na Jae tâm sự với hội chị em của mình rồi kể hết diễn biến câu chuyện hôm nay, đâu là bị ăn cùi chỏ vào mặt. Xong lại đến sếp chửi, đang hay thì có người đến gõ cửa, anh hàng xóm cất tiếng lên nhưng Na Jae lại bịt mũi để chuyển đổi giọng nói để đuổi anh ta đi. Chuyển cảnh bên nhà Ma Tan, anh đang xem tin tức về ông chủ tịch bất ổn thì bố anh có hỏi một số vấn đề ngoài luồng. Bỗng nhiên Ma Tan nói một câu khiến cho bố anh đang đánh gôn chuyển sang phá hoại đồ đạc luôn. Chủ tịch Jo Won ngồi xuống giáo huấn lại con trai mình, ông đưa cho Ma Tan một tờ ngân phiếu trị giá khá lớn, rồi nói với con trai mình rằng chỉ cần ở cạnh ông thì tiền vào như nước. Bên phía Jang Byung thì anh đang có những khúc mắc với đàn trên của mình thì tự nhiên ở đâu có cậu thanh niên nhảy dù qua. Đó là Ma Tan, anh ta đang định bước vào công ty thì bị ăn nguyên cái đầu xe vào người. Trên máy bay Ma Tan đang đi hồi sức thì anh thư ký đến muốn tẩm quất cho anh, bẻ cổ một cái muốn rớt luôn cái đầu ra ngoài, thư ký cho anh xem lý lịch của cô gái Kang Mi. Ở nhà Na Jae thì cô đang tuốt tát lại giao diện của mình cho đẹp thì Sang Sik nhắn tin tới, không phải một tin nhắn mà là cả đống khiến cô trở nên tức tối. Sang Sik lúc này vừa bước ra khỏi cửa thì đằng sau tiếng Na Jae vọng tới, hai người chơi trò tưng hứng với nhau rồi ăn vạ như trẻ con. Hết cãi ở ngoài thì hai người đã vào trong nhà nói chuyện cho nó kín đáo. Na Jae đôi cô với Sang Sik về chuyện cô ra ở riêng nhưng anh lại nói mình ra ở riêng trước cô khiến cho Na Jae tức điên lên. Na Jae đi ra ngoài còn để quên bao rác khiến cho Sang Sik lại phải đi vất hộ. Anh đi sau tiền bối Na Jae nhưng lại liên tục để mồm hoạt động khiến cho cô đã tức rồi bây giờ còn tức hơn. Chuẩn bị lên xe buýt thì Na Jae không cho Sang Sik lên khiến anh đứng hình mất 5 giây. Trên máy bay lúc này thì Ma Tan với thư ký của mình đang chuẩn bị đi nhảy dù. Mở cửa máy bay ra hai người còn không quên tâm sự rồi mới nhảy xuống. Tại văn phòng làm việc thì các đồng nghiệp đang bàn tán xem tháng này lương ai cao hơn thì trưởng phòng vào. Lúc này thì Na Jae mới tới.
Trưởng phòng thắc mắc hôm nay Na Jay lại đi muộn mấy phút, ngồi ở chỗ làm mà ông cậu Sang Sik vẫn bám cô dai như đỉa. Toàn nói những chuyện linh tinh khiến cho Na Jay cũng phải bất lực. Sang Sik có một cuộc điện thoại đến từ He Yang. Dường như Sang Sik chỉ là công cụ làm việc của cô người tình trong mộng này, hội chị em Na Jay lại ngồi tán phét. Cô em Gang Mi thấy thứ bất ổn trên ngón tay mình khiến hai chị em kia cũng phải lo lắng, nhưng đó chỉ là tương cà thôi nên cũng không có gì to tác. Gang Mi kể lại chuyện tối qua khi uống say, cô mơ mộng về anh chàng giấu mặt nào đó trao cho cô nụ hôn đầu đời. Ma Tan bước vào công ty với một phong độ đỉnh của chóp, anh đi bắt chuyện với trưởng phòng rồi đi giới thiệu bản thân mình với tất cả mọi người trong bộ phận marketing. Đến lượt Gang Mi thì cô nhìn là đã biết người hôm cau mình đã đặt môi vào. Gang Mi lẩn tránh bằng việc phủ hết tóc lên mặt mình rồi nói với mọi người đây là mốt năm nay. Về với căn phòng của hội chị em thì Gang Mi đã kể lại cho hai người chị thâm niên của mình. Chị Hyung Mi đã làm trò con bò để thôi miên cô lại. Đang trong lúc nhận diện khuôn mặt trong mơ thì bà chị Hyung Mi vỗ đầu tỉnh dậy. Bên này Thi Sang Sik đang làm quen với Ma Tan, cậu không quên kiểm cả mảng tấu hài khiến cho Mờ Tan ngáo đét. Lúc đi ăn thì lại ngồi trúng bàn Gang Mi khiến cho cô úp mặt vào phần cơm rồi nhấc đít rời đi. Khi ăn cơm thì Ma Tan có lấy ra bộ dụng cụ ăn làm bằng vàng khiến cho Sang Sik bất ngờ. Ma Tan ăn thử đồ ăn ở đây, cậu nghĩ nó không ngon nhưng lúc bỏ vào mồm thì nó thật tuyệt vời. Sau đó Sang Sik dẫn Ma Tan đi làm quen với công việc. Cậu dạy Ma Tan cách photo tài liệu sau đó là hướng dẫn pha cà phê mà chủ tịch thích nhất, không quên cho Ma Tan thử cà phê chấm với bánh quy. Một sự kết hợp hoàn hảo. Buổi tối bữa tiệc được diễn ra, Ma Tan nhìn thấy cảnh mấy người trong văn phòng nát rượu mà anh sợ hãi. Lúc này thì Gang Mi lại ngồi đối diện anh nhưng lại lấy vật thể lạ che mặt. Lúc này thì Gang Mi đang đối diện với Ma Tan. Anh đã nói hết với cô về những điều hôm qua rồi đưa cho cô một lá thư. Khi đi về thì anh có dặn Gang Mi liên lạc với mình sớm rồi ra về. Ở nhà Sang Sik thì tiền bối Na Jay đang cầu cứu anh vì cô cho là nhà mình có trộm. Nhưng lúc đi sang thì không có thằng trộm nào. Na Jay giải thích lại là do cô muốn bắt con nhện nên mới cầu cứu anh. Nhưng đó vẫn không phải là con nhện mà là rác của cái máy hút bụi hồi sáng. Thấy căn nhà bầy bừa nên Sang Sik đã dọn dẹp lại hộ tiền bối. Sau đó anh chạy về nhà luôn vì đang có khách lạ. Ông cậu Aji đến từ Ấn Độ đến làm quen với cậu thì bên ngoài Na Jay đang bấm chuông inh ỏi. Sang Sik nhờ anh bạn Tây ra mở cửa khiến cho tiền bối giật hết cả nảy. Cô muốn vào nhưng anh Ấn Độ không cho vào. Chuyển sang bối cảnh của Giang Mi, ngồi trên xe cô đọc bức thư mà Ma Tan đã tặng mình. Nội dung bức thư là câu chuyện hôm qua của cô và anh chàng Ma Tan, dường như nó không giống như cô đã tưởng tượng. Ngồi trên xe cứ mếu máo khiến cho bác Tài cũng phải lo lắng theo. Ở nhà Sang Sik thì anh bạn Tây đã nói rằng mình đã cho ra NAE vào. Sang Sik và tiền bối đi ra ngoài thì phát hiện con nhện khiến cho hai người giật nảy liền ôm nhau. Đúng lúc thì người tình của Sang Sik nhìn thấy, cô bỏ đi mặc kệ hai người kia ôm nhau. Sáng hôm sau khi đến công ty, Na Jay đã nhìn thấy Sang Sik, cô liền ấn cho thang máy đóng nhưng cánh tay của Sang Sik lại nhanh hơn cô một bước. Trong thang máy thì Sang Sik muốn ra NAE xin lỗi mình vì chuyện hôm qua nhưng cô nhất quyết từ chối. Chuyển cảnh lúc này thì Gang Mi đang chen lấn lên xe để đến công ty, trong khi đó thì Ma Tan lại an nhàn đi trên xe riêng của mình. Một mình anh một cái xe buýt, thư ký Kim làm tài xế riêng của anh. Gang Mi thì vẫn đang suy nghĩ về những khoản tiền mình chuẩn bị đóng. Cô vừa đi vừa lẩm bẩm, quên mất là mình cầm theo túi bỏng ngô. Khi nhìn lại thì nó đã bị rách, trải đều ra cho lũ chim bồ câu ăn không chần chừ thì Gang Mi đã thể hiện môn phái mà cô đã học trong ngần ấy năm nay. Cô múa võ cứ như là đang bị ngáo đá khiến cho Ma Tan trên xe lú như con cú. Ở công ty thì hai người Sang Sik và Na Jay có vẻ như không hợp nhau chút nào. Gặp nhau là chỉ muốn Innova nhưng không được, mấy ông trưởng phòng thì đang ngồi xem hồ sơ xin việc cẩu Ma Tan. Bất ngờ về những nội dung trong đó, bất ngờ thì Kyung Mi đi vào rồi hỏi hôm nay có lịch trình làm việc gì không. Ma Tan thì vẫn trải nghiệm đồ ăn ở công ty. Cậu cảm thấy nó như là mỹ vị trong nhân gian. Đang ăn thì Ma Tan bỏ đi khiến cho mấy anh đồng nghiệp hoài nghi về con người anh. Ma Tan đi đến chỗ Gang Mi. Cô đã trả anh số tiền không hề nhỏ, đó là cả tháng lương của cô. Ma Tan đang định ra ngoài thì Wa Wa bước vào. Ông chú hẹn Ma Tan ra ngoài nói chuyện rồi chỉ chỗ cây bán nước tự động cho cậu. Hai người Sang Sik và Na Jay lại ngồi tán phét với nhau về sự đời. Sang Sik cho Na Jay xem về lịch sử tỏ tình thất bại của mình với He Yang trong 5 năm qua. Anh kể hết ra những thất bại mà mình đã đạt được. Lần đầu anh đi mua hoa tặng nhưng mà cô gái ấy lại đi cùng với người đàn ông khác. Lần hai đang đi uống nước thì anh ngỏ lời tỏ tình khiến cho He Yang phun vòi rồng vào mặt mình. Ý chí kiên cường nhưng mà chờ tường thì phải có thang cho nên Sang Sik đã cầu xin Na Jay đánh mối cho mình để anh có thể tán tỉnh thành công cô gái 5 năm qua. Lúc này thì ông chú Sung Nam và các đồng đội đang rình mò xem hành động của Ma Tan. Mấy ông trong phòng làm việc nhìn thấy Ma Tan dùng quả ví cùi bắp nên nghĩ cậu không có tiền. Nhưng đừng bao giờ đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài ngay cả chiếc ví. Ma Tan đứng nhìn lên trời rồi hét lớn rằng mình vẫn đang sống tốt khi không có bố mẹ.
Hóa ra là có một cái flycam đang bay trên đầu cậu, ở nhà thì bố mẹ Matan đang theo dõi cậu qua cái flycam ấy. Ông bố mù công nghệ hay sao mà cứ sợ thằng con nhìn thấy mình qua màn hình máy tính. Đột nhiên có một bàn tay siêu nhân đi ra bắt lấy con flycam. Người đó không ai khác là Gang Mi. Cô ra một đề nghị với Matan rằng mình sẽ giúp anh nhưng anh phải xóa nợ dần cho mình. Mỗi lần sẽ trừ đi 50.000 won khiến cho Matan cảm thấy quả kèo này có vẻ béo bở. Na Jae đi thám thính tình hình thì lại bắt gặp người tình của Sang Sik. Hai người nói chuyện với nhau thăm dò đối phương xong lại đi uống nước cùng nhau. Ngồi nói chuyện thì Na Jae nghe được tin từ Hae Young rằng cô đã có người yêu. Đó không phải ạt là Sang Sik mà là một anh chàng khác. Cô người tình của Sang Sik nói chỉ coi anh là tiền bối thôi. Rồi Hae Young đã kể hết ra những điều mà Sang Sik đã từng nói với Na Jae. Nghe tin này xong thì cô chạy về báo tin cho đấng bé chủ Sang Sik. Nhưng anh ta nghe một lần thì vẫn không hiểu. Na Jae phải nói đến câu thứ hai thì Sang Sik mới nghe ra nhưng vẻ mặt của anh có vẻ như không có cảm giác gì khi nghe tin này. Vẫn cười tươi như ngày nào, ông chú trưởng phòng lúc này thì đang rón rén đi tìm giấy vệ sinh để cứu quả đít mình trong cơn hoạn nạn. Matan đang đi gặp đàn em mình thì bị ông chú trưởng phòng nhìn thấy. Ông chú Sung Nam cứ nghĩ Matan đang bị bọn cho vay lặng lãi uy hiếp nên định liều một phen giải cứu cậu. Liều thì ăn nhiều không liều thì ăn đầu gối cho nên ông chú Sang Nam đã túm nắm cát rồi đi. Tới chỗ Matan ném vào đàn em của cậu rồi bế cậu chạy đi trong sự ngỡ ngàng của đàn em Matan, rồi hai người cùng nhau đi ăn. Ông chú Sam Nam thấy Matan ăn rẻ thì lại gắp cho cậu một miếng to đùng bỏ vào mồm, sau đó thì lại hỏi cậu có từng đến Seoul chưa mà trông như người nhà quê. Dường như ông chú Sam Nam vẫn chưa biết gì về gia thế nhà Matan, nhìn chiếc ví của Matan, ông chú Sang Nam nói rằng con trai mình có một cái ví thừa nên sẽ cho cậu dùng. Còn không quên đưa cho Matan một cuộn giấy để đem về chùi đít, rồi lẩm bẩm nói hôm nay mình ngầu vãi. Ông cậu Matan thì vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, đứng hình mất tận mấy chục giây. Sang Sik thì vẫn đàn ảo tưởng về chiến dịch tỏ tình lần này của mình sẽ thành công. Anh hóa thành một con gấu bông rồi đến trước mặt Hae Young đang định tỏ tình thì cô bị một giọng nói gọi lại, đó là Sang Su người yêu của cô. Ở nhà Matan thì Gang Mi cũng đã dọn dẹp xong. Cô định đi về nhưng mà cái bụng nó cứ kêu đói, Matan gọi gà rán tới cho Gang Mi. Cô dạy anh cách ăn làm sao cho nó ngon nhất. Matan ăn một cách từ tốn còn Gang Mi thì một gặm là hết một miếng. Ăn lem nhem hết cả mồm khiến cho Matan phải lau đi cho cô. Sang Sik lúc này đang đi thân thờ trên đường thì Na Jae nhìn thấy. Cô nói với đồng nghiệp bên cạnh mình rằng Sang Sik là một anh chàng tốt bụng đôi khi hơi ngáo đá. Sang Sik ngồi trên xe buýt nhớ về những khoảnh khắc đẹp của anh và Hae Young. Trời mưa anh ngồi cạnh thùng rác rồi nói chuyện với cái đầu của con gấu, còn không quên che ô cho nó. Lúc này thì Na Jae đi tới che ô cho anh. Chuyển cảnh, lúc này thì Sang Sik đang ngồi uống nước cùng Hae Young và người tình của cô. Tự nhiên người tình của cô đòi hôn Sang Sik rồi Hae Young còn nắm cổ anh rồi nói hãy tỉnh lại. Hóa ra đó chủ là mơ và người gọi anh dậy là cậu bạn người Ấn Độ. Sang Sik nhìn căn phòng có vẻ như rất sợ hãi. Đi ra ngoài anh gọi tên cậu bạn nhưng lại nhìn thấy con gấu biết đi. Sang Sik cầu xin con gấu không đến gần mình nhưng đó là cậu bạn anh đang mặc thử bộ đồ để khoe với anh. Sang Sik hỏi cậu bạn lý do tại sao lại mặc đồ con gấu ở giữa nửa đêm này nhưng cậu bạn chỉ nói rằng mình thích. Ở một diễn biến khác thì lúc này mẹ Matan đến nhà anh rồi nhìn thấy cảnh kỳ lạ của hai người. Mẹ anh cứ nghĩ đó là cảnh Matan hôn nhau nhưng mà Gang Mi đã giải thích với bác gái. Mẹ Matan có vẻ như không nghe giải thích rồi còn hất nước vào người Gang Mi. Nhưng với tài lanh của mình nên cô đã né được. Đến phát thứ hai thì lần này bà mẹ đã hất trúng mặt thằng con trai mình. Matan vội đi lấy khăn lau nhà trong khi đó thì mẹ anh vẫn giáo huấn lại Gang Mi. Ông cậu Matan ra tưởng để giải hòa hóa ra chỉ để ngồi la uy lại sàn cho khô. Sau một hồi đấu tranh tâm lý thì cuối cùng mẹ Matan cũng xin lỗi Gang Mi vì sự hiểu nhầm của bà. Matan đến giật lấy xếp tiền rồi nói vó mẹ rằng Gang Mi đang nợ khiến cho bà lại nổi điên lên phát nữa. Đang ngồi nói chuyện thì bà mẹ lỡ mồm nối rằng con trai Matan là chủ tịch tập đoàn Bao ở khiến cho Gang Mi há hốc mồm. Nhưng Matan đã kêu mẹ nói dối nhưng cậu lại đưa cho mẹ cái khăn có in logo của tập đoàn nhà mình khiến cho Gang Mi càng hoài nghi hơn. Ra về thì mẹ Matan vẫn nói rằng nhà Matan chỉ là một gia đình bình thường đến từ Bình Dương. Gang Mi lên xe thì hai mẹ con nhà Matan mới thở phào nhưng tự nhiên chiếc xe dừng lại. Gang Mi ngó đầu ra rồi đã biết hết gia thế nhà Matan do anh tài xế nói. Cô còn không quên tặng cho anh một lượt like nữa. Sáng hôm sau khi ở trụ sở làm việc Na Jae đi tới chỗ bàn làm việc của Sang Sik thì cô chỉ nhìn thấy chữ Hae Young hiện lên màn hình của anh. Anh Hoa Hoa thì đang vui mừng với hiệu suất mà mình làm được nhưng chỉ một lúc sau thì lại tụt xuống vực thẳm khiến cho anh lại phải gọi cho đầu dây nóng bên kia. Hai người Matan và Gang Mi lại gặp nhau. Matan thì vẫn đang cố giải thích mình không phải là con chủ tịch gì cả nhưng mà Gang Mi đã trổ tài đập mũi nứt cả bàn cho anh xem nên anh đã khai ra hết. Matan nhờ Gang Mi giữ hộ bí mật cho anh nhưng lúc cô đi ra ngoài thì anh lại gọi điện cho cục tình báo.
nói phải theo dõi cô khiến cho Gang Mi liền đi vào rồi nói ra hết những điều mình đang được biết. Trong căng tin lúc này, Sang Sik đang đi lấy đồ ăn thì nhìn thấy He Yang, anh liền trốn sau lưng của Na Jae nhưng vẫn bị He Yang phát hiện. Hai người nói chuyện với nhau rồi He Yang hỏi sao qua anh lại trốn tránh mình, rồi cô lại lôi Sang Sik đi ra một chỗ khác. Ở bàn ăn thì Gang Mi đang dạy Ma Tan cách ăn sữa chua đúng cách. Nhưng ông chú Sang Nam lại nhìn thấy cái hành động của cậu khiến cho hiểu nhầm nên đã cho Ma Tan luôn hộp sữa chua của mình. Rồi sau đó Gang Mi lại ra điều kiện với Ma Tan ở cầu thang nhưng cô lại lỡ mồm nói ra rằng Ma Tan không phải là con chủ tịch khiến cho anh phải bật công tắc ở đít để đuổi theo Gang Mi. Sang Sik thì vẫn đang tỏ ra không biết gì trước mặt He Yang nhưng lúc cô khoe chiếc nhẫn mà hôm qua anh đánh rơi thì Sang Sik lại cảm thấy có tia hy vọng. Anh nhớ về những kỷ niệm đáng quên nhưng sau đó thì He Yang lại nói mấy câu khiến anh hụt hẫng. Sang Sik gọi người tình của mình lại nhưng cô đã chạy đi thật xa. Về phòng thì Sang Sik nói với mấy anh đồng nghiệp về vấn đề tình yêu của anh. Trong lúc đó thì anh cứ hồi tưởng về bối cảnh hạnh phúc của mình với He Yang nhưng lại có sự xuất hiện của người tình thứ ba khiến cho Sang Sik muốn đội quần lên đầu. Trong phòng họp hội đồng lúc này thì mấy người bên bộ phận marketing đang bàn tán về vấn đề của ông chủ tịch bất ổn. Tự nhiên ông chú Sang Nam lại nhắc về tập đoàn Bao ở khiến cho Gang Mi ngồi ở đó giật hết cả nảy. Ma Tan ngồi đối diện thì cũng toát ra vẻ lo lắng. Bà chị Hyung Mi hỏi Gang Mi xem cô bị làm sao nhưng Gang Mi vẫn cố tỏ ra mình ổn. Ông chú Hoa Hoa lúc này thì đang khoe mình mọc thêm được mấy sợi tóc do dùng cái máy đến từ Bình Dương này. Nhưng Hyung Mi thì nói cô còn chưa cắm điện khiến cho ông chú tắt nắng. Trong phòng giới thiệu sản phẩm lúc này thì Sang Sik lại gặp He Yang. Ông chú Hoa Hoa đi lên giới thiệu sản phẩm thì vẫn đội cái sản phẩm đến từ Bình Dương của mình. Nhưng khi bỏ ra thì mọi người lại tá hỏa khi thấy ông chú bị lõm một phát trên đầu. Sau đó thì ông cậu Sang Sik lại được He Yang hẹn tối nay cô sẽ qua nhà anh khiến cho ông cậu bất ngờ. Rồi cô đi với mấy anh thanh niên có tương lai, còn Sang Sik thì lại nghĩ về cái viễn tưởng mình anh đấu tranh với chục anh thanh niên để giành lấy cô. Ông chú Sang Nam bây giờ đang rất tức giận khi thấy mấy đàn em của mình làm ăn như đấm vào mồm. Mấy huynh đệ lo lắng nhưng Hyung Mi đã đứng ra giải quyết cho. Sau đó thì ông chú Sang Nam lại khen đáo để về tài liệu mới này khiến cho mấy người phải thán phục về trình độ của Hyung Mi. Về nhà Sang Sik thì ông bạn người Ấn Độ đã rủ cả Na Jae đến chơi. Sau đó thì He Jung cũng đã tới. Trong bữa ăn thì He Jung cứ làm khó anh bạn Ấn Độ khiến cho anh có vẻ không vui. Trên đường về nhà thì Ma Tan nhắc Gang Mi rằng đừng nói bất cứ điều gì về gia thế của anh. Vì Ma Tan lo sợ cô có tí nồng độ cồn nên sẽ lỡ mồm. Sau đó thì Gang Mi có những hành động lạ thường, những bước đi loạng choạng khiến cho Ma Tan ngồi trong xe cũng rất lo lắng. Hai người Sang Sik và He Yang vẫn đang nói về chuyện tình cảm của nhau. Sau đó thì có một chiếc xe mui trần trong đó có ba anh thanh niên điển trai khiến cho Sang Sik đứng hình. Còn He Yang thì vẫn cứ đứng vẫy tay chào đón bọn họ. Lúc này thì anh người tình của He Yang đang khoe chiếc nhẫn hôm qua mình nhặt được cho Sang Sik xem. Nhưng anh ta không biết đó là món đồ của Sang Sik. Anh bạn Ấn Độ đi ra rồi nói với mấy người rằng Sang Sik đã có người yêu rồi, còn chỉ về hướng của Na Jae. Cô đứng sau cột trụ mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lúc này thì anh bạn Ấn Độ đã dắt Na Jae tới rồi nói đây chính là người yêu của Sang Sik. He Yang vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng mà Na Jae thì vẫn đang cố tỏ vẻ như mình là người yêu mới của Sang Sik để cho anh bạn người Ấn Độ vui. Sau đó thì He Yang đã giả lại chiếc nhẫn rồi nói hai người Na Jae và Sang Sik rất hợp nhau. Chuyển sang bối cảnh bên công ty thì Ma Tan đang đi thang máy cùng ông chủ tịch bất ổn. Thang máy mở ra thì ông chú Sang Nam đã bất ngờ khi thấy Ma Tan và chủ tịch chụp ảnh tự sướng. Về phòng thì ông chú Sang Nam có trách Ma Tan về vụ tự sướng. Rồi nhìn vào chiếc điện thoại bị vỡ nát bét của ông chú khiến Ma Tan thấy có lỗi cho nên đã cầm đi sửa. Lúc này thì Hyung Mi cầm đến một thiết bị của bên tập đoàn Bao ở tặng nhưng khi bật lên thì nó lại nhận Ma Tan là chủ tịch khiến cho mấy vị tiền bối bất ngờ. Sang Sik lại bắt gặp Na Jae, anh nhìn cô hôm nay có vẻ như đang phối đồ dôi với anh. Hai người vừa đi vừa nói về cuộc tình trớ trêu của Sang Sik. Cãi nhua từ lúc ở ngoài đến khi vào trong phòng làm việc, chủ vì lý do là mặc đồ giống nhau cũng khiến cho cặp đôi bất ổn này xảy ra xung đột bằng mồm. Sang Sik chơi quả kèo cỏi áo trong ra khiến cho ông chú Sang Nam cũng phỉa bất ngờ khi nhìn thấy gu ăn mặc hôm nay của cậu. Gang Mi thì vẫn đang lo lắng về những hành động mà Ma Tan đang làm. Có thể khiến mọi người biết về thân phận thật sự của cậu. Ở bối cảnh của Sang Sik thì anh lại nói Ma Tan phải làm mình nổi bật lên để có cơ hội thăng tiến trong công việc. Mấy người trong phòng bắt đầu giáo huấn lại Ma Tan cách cư xử. Mỗi người đều nêu ra một ý kiến riêng của mình khiến cho cậu rất bối rối. Đến lượt của Na Jae thì Sang Sik đi vào rồi nói cô cướp mất hậu bối của mình. Về phòng ông chú Jang Byung thì cái máy mà tập đoàn Bao ở đã hỏi rằng ông chú chơi game từ bao giờ. Trưởng phòng nói anh đã chơi game từ lúc vợ con anh ra nước ngoài. Vì học phí của con nên anh không có thời gian đi nhậu với bạn bè, nên chơi game là thứ khiến anh giải tỏa áp lực sau một ngày làm việc. Một người một máy ngồi tâm sự với nhau như hai người bạn trong game. Sang Sik và Ma Tan đi mua cà phê thì bắt gặp Na Jae cũng ở đó.
hai người đấu khẩu nhau xem ai mua nhiều hơn người đó sẽ giành chiến thắng. Ngồi trong phòng làm việc thì hai người vẫn cãi nhau về vụ cốc cà phê của ai ngon hơn. Thì lúc này ông chú Wawa đi vào rồi kêu người tình của Sang Sik đang đi bên người mới. Sau đó thì Sang Sik có vào nói với hai vị huynh đài của mình rằng anh đã có mối tình mới. Người đó cũng quen biết với hai vị huynh đài nhưng hai người kia thì lại không nhận ra là ai. Na Jae Di ở ngoài thì cũng nghe được câu này rồi cô suy nghĩ có khi nào Sang Sik thích mình. Ma Tan lúc này đang cảm thấy nhục nhã vì chuyện lúc nãy. Anh cầm lon nước lên nhưng nét mặt thì có vẻ không vui một chút nào. Uống lon nước vào cái Ma Tan như được khơi nguồn sự sống vậy. Trong phòng ông chú trưởng phòng lúc này thì vẫn đang lẩm bẩm nói chuyện với người máy thông minh. Còn rủ người máy tối nay đi hẹn hò với mình. Sau đó thì ông chú ra về rồi cầm theo cái loa trên mình. Hyung Mi gặp thì hỏi nhưng ông chú nhất quyết cầm nó về. Sang Sik thì vẫn đang tuyên truyền với Ma Tan rằng anh nên tìm một hình mẫu lý tưởng như mình để học tập. Bàn bên thì Na Jae đang cảm thấy đau bụng. Chắc do là cốc cà phê hồi sáng, đang tính đi giải quyết nỗi buồn thì Sang Sik đi qua rồi nhờ Na Jae làm hộ bản báo cáo. Lắm người hỏi Na Jae quá khiến cho cô không nhịn được cơn đầy hơi cho nên đã xả bom nguyên tử. Kèm theo cả một vật thể lạ rất to trong quần. Mấy người đang không hiểu tại sao trong phòng lại có mùi như chuột chết. Đúng lúc này thì Sang Sik kịp giải vây cho cô bằng một vụ xả bom. Ông cậu Sang Sik đã kịp thời giải vây cho Na Jae, cô nhìn anh bằng ánh mắt đắm đuối. Không những thế Sang Sik còn cho cô thêm cả một chút giấy vệ sinh do trưởng phòng Sang Nam ban tặng. Ông chú Giang Biung thì vẫn đang vui vẻ với cái loa người máy của mình, còn tung tăng dạo chơi trên đường phố. Ông chú có một buổi đi chơi rất chi là vui vẻ. Hết chơi trốn tìm rồi còn đi chụp ảnh kỷ niệm. Sau đó ông chú Giang Biung lại vào một quán nước được cái loa khen rằng ông chú là hình mẫu lý tưởng của nó cho nên rất phấn khích. Vợ ông chú gọi tới nói muốn gặp ông xã của mình. Giang Biung nhẹ nhàng bịt loa ngoài của cái loa vào để cho nó không nghe được những gì anh nói. Na Jae ở nhà lúc này đang nhớ lại những khoảnh khắc của Sang Sik. Cô thấy anh có vẻ như đã thích mình. Cô kiềm chế bản thân bằng CAHCS bật TV lên xem nhưng nội dung trên phim nó lại giống y hệt với cái thời điểm hiện tại này của Na Jae. Cô cong rưng rưng nước mắt lên dù không biết mình đổ lệ về thứ gì. Đột nhiên thì Sang Sik qua nhà cô. Sang Sik nói mình do đi chợ mua thừa nhiều thịt ba chỉ nên mang sang cho Na Jae một chút. Coi như đó là quà tặng cuộc sống. Sau một hồi đấu tranh tâm lý thì Na Jae cũng đã nhận. Sau đó khi cô vào nhà thì đã nhấc máy lên để nhắn tin hỏi hội Chios em công sở xem có bí kíp nào về tình yêu để chia sẻ cho cô. Nhưng Na Jae lại không nhắc tới tên đối phương do là sợ dơ. Sau đó thì chả chị lẫn em ở công sở đều đưa ra mấy cái lý do khiến cho Na Jae đều hình dung ra được bối cảnh của nó. Sau đó là một chuỗi hình ảnh về Sang Sik. Cái tên Sang Sik cứ hiện lên trên đầu của Na Jae ở công sở thì còn khen cô đẹp. Lại còn nắm cả tay khiến cho Na Jae rất khó xử. Ông chú Giang Biung lúc này thì vẫn đắm chìm trong cái loa thông minh. Sau đó thì Hyung Mi đi vào rồi hỏi ông chú về trải nghiệm cái máy mấy hôm nay có tốt không. Thấy cái loa thông minh khen Wawa thủ Giang Biung có vẻ nổi cơn ghen nên đã đuổi hai nhân viên của mình ra ngoài. Bên này thì Na Jae và Sang Sik có một cuộc trò chuyện. Na Jae nói rằng Sang Sik nên chấm dứt mối quan hệ với người đang thích. Ông cậu thì vẫn không hiểu cô đang nói gì cho đến khi anh nói ra vấn đề liên quan tới cái loa thông minh. Ông chú Giang Biung thì vẫn đang nổi cáu với cái loa thông minh đó. Dường như nó có rất nhiều hình mẫu lý tưởng chứ không phải gì ông chú Giang Biung. Ông chú mang cái loa ra giả. Khuôn mặt LCUS này thì đang mếu máo. Kyung Mi không biết tắt cái loa đi cho nên Ma Tan đã đi ra giúp nhưng vừa khi anh tới thì cái loa nó lại nhận Ma Tan là chủ tịch. Đang trong tình trạng cuống thì Gang Mi đi ra rồi cho nó ăn một cú đấm. Ông chú Giang Biung đứng ngoài chỉ biết khóc trong tuyệt vọng khi thấy người tình ảo ma của mình vỡ nát. Na Jae lúc này rất bối rối về việc của Sang Sik nói. Cô nói với hội chị em rằng anh chàng đó không thích cô mà lại đi thích một cái máy không có linh hồn. Ông chú Giang Biung thì vẫn miệt mài sửa cái loa, vừa ngồi sửa vừa xin lỗi như một đứa trẻ con. Sau đó thì mấy chị em đã nêu ra một số vấn đề về chuyện tình yêu cho Na Jae. Từng bước từng cử chỉ hành động đều giống như lúc cô và Sang Sik làm. Đột nhiên thì ông cậu Sang Sik chạy từ đâu ra khiến cho Na Jae hoảng loạn. Tối hôm đó mấy người có đi nhậu cùng nhau. Nhưng mà Na Jae lại ngồi một mình một góc nhậu cho quên đi hết sự đời. Lúc này thì Sang Sik đi ra rồi khuyên cô nên off rồi hãng nhậu tiếp. Ánh mắt hai người chạm nhau một cách say đắm. Mấy hành động bất thường của Na Jae đã khiến cho hội chị em nghi ngờ. Sang Sik định là ấy mấy chai bia của cô nhưng đã bị cô ngăn lại rồi đuổi đi. Ông chú Giang Biung lúc này đi đến điểm hẹn mà cái loa đã nói với anh. Lúc đi vào thì thấy ba thằng cãi ngồi ở đó. Chúng nó hỏi anh có phải là Giang Biung không thì ông chú không nói gì rồi chạy đi. Vừa chạy vừa mếu, Na Jae đi đằng sáu lẩm bẩm mấy chuyện tình cảm. Lúc này là do đang say nên bước đi hơi loạng choạng. Sang Sik trai Ace tới rồi đỡ Na Jae nhưng cô ấy lại không cảm ơn mà còn đuổi anh đi lần nữa. Sau đó thì Sang Sik đã cõng cô trên lưng.
nhưng nhìn có vẻ như giống cưỡi lạc đà hơn thì có. He Yang trên tầng nhìn thấy cảnh này, Sang Sik ở dưới nghe thấy tiếng cô cho nên đã đứng thẳng lưng. Không may thì người trên lưng anh đã ngã chổng kềnh. Ông anh bốn mắt kể về lần đầu tiên mình gặp ông chú Kim Jong Taek. Anh được đối đãi rất tốt từ miếng ăn cho đến ly nước. Đó chính là bản tường trình mà anh bốn mắt đã viết để nộp cho trưởng phòng Sang Nam. Nhưng trưởng phòng có vẻ rất tức giận về cái bản tường trình vô nghĩa này. Trong phòng họp lúc này thì Sang Sik đang rất cáu kỉnh với mọi người. Gang Mi thì đang cố đi giải lại bài toán cho Ma Tan xem nhưng anh ta vẫn không hiểu một tí nào. Rồi sau đó thì mấy vị tiền bối đi ra hết còn một mình Ma Tan ở lại với mớ hỗn độn trên đầu. Ra ngoài thì Ô In chú Hoa Hoa có hỏi Sang Sik rằng Na Ray đâu. Nhưng anh lại nhớ về cái bối cảnh tối qua, lúc này thì hình ảnh Na Ray đang bó bột được xuất hiện. Hai tay cô bị bó đột như là quyền vương gia. Bác sĩ thì nói cô không làm sao chỉ sau 2 tuần là khỏi. Ra ngoài thì Na Ray và He Yang có tâm sự vùng kín với nhau. Na Ray thì đang cố gắng bảo toàn Sang Sik về phe mình. Nhưng He Yang lại nói rằng Na Ray và Sang Sik không thật sự hẹn hò với nhau. Tiền bối Ray thì vẫn cố biện hộ cho mình rồi còn nói Sang Sik thích cô đến phát điên. Lúc này thì diễn viên chính trong câu chuyện đã xuất hiện. Na Ray cố tỏ ra nhõng nhẽo nhưng không có kết quả. Hóa ra là hôm qua ông cậu Sang Sik đã kể cho người tình 5 năm của mình nghe hết. Sau đó thì Na Ray đã tỏ ra rất thất vọng trước những gì Sang Sik đã làm. Cô còn nói với anh rằng từ giờ đừng xuất hiện trước mặt mình nữa. Nhưng trước khi đi thì Sang Sik có mua tặng cho cô một đôi dép. Nó còn là loại dép bấm huyệt nữa nên cô đã đổi sang cho Sang Sik đi. Những bước chân của anh có vẻ như rất đau. Về đến nhà thì Sang Sik cũng không quên nhắc tiền bối phải bảo trọng sức khỏe. Thấy cô có vẻ không mở được cửa nên anh đã giúp cô. Sau đó thì Na Ray lại nhìn Sang Sik bằng ánh mắt thân thương. Đúng lúc đó thì anh bạn Ấn Độ đi ra. Anh bạn Aji này đi sang rồi hai người nhìn Na Ray không nhịn được cười. Sang Sik giới thiệu cho cô về công việc trước kia của Aji. Anh ấy từng làm bác sĩ bên Ấn Độ nên cũng biết cách chăm sóc cho người bệnh. Nhưng mà Na Ray lại tỏ ra không cần cho đến khi cô đi ra rót nước thì lại làm không nên hồn. Sang Sik lại phải ra làm hộ còn anh bạn Aji lại phụ trách việc chỉ đạo hai người. Chuyển cảnh bên quán ăn lúc này thì Ma Tan nói với trưởng phòng Sang Nam rằng mình không thể chịu được cái mùi của canh tương thối. Nhưng trưởng phòng lại nghĩ rằng cậu mồ côi bố mẹ cho nên không được nấu cho ăn. Sau đó thì trưởng phòng có đút cho cậu ăn thử. Ma Tan nếm thử thì đó giống như là mỹ vị nhân gian nhưng chưa kịp nhai xong thì trưởng phòng nhận được một cuộc gọi khẩn cấp khiến ông lôi Ma Tan đi như kiểu trộm chó. Về công ty thì cả phòng marketing đang vui mừng khi mình chuẩn bị được giới thiệu sản phẩm do chính mình tạo ra. Nhưng ông chú Giang Biung thì lại nói rằng phòng marketing không có slot nào khiến cho mấy người tắt nắng. Sau đó thì trưởng phòng Sang Nam thất vọng khi mình không thể công bố sản phẩm máy massage cầm tay ra ngoài. Sau khi kết thúc cuộc họp thì từng người đứng lên đọc số báo danh nhưng chỉ có ông cậu Ma Tan thì cứ như là người trên mây. Vào phòng họp theo chỉ thị của trưởng phòng nhưng Ma Tan vẫn cứ như chú bé đần toàn làm mấy trò con bò khiến cho hai người kia không hiểu gì. Sau đó thì anh bốn mắt có ra tâm sự với Ma Tan. Anh nói Ma Tan tuyệt đối không nên tin vào công ty mà hãy tin vào chính mình rồi rời đi. Thấy dây giày mình tuột, anh bốn mắt cúi xuống buộc lại nhưng lại để hở chữ ga út to chà bá ở sau lưng khiến cho Ma Tan hết tin vào những lời anh nói luôn. Ở một diễn biến khác thì lúc này ở nhà Na Ray thì Aji đang nấu ăn cho cô. Na Ray rất đói rồi nên đã giục anh Ấn Độ làm nhanh. Khi mang đồ ra thì còn làm kiểu chó nhìn rất buồn cười. Ở công ty thì hai người Ma Tan và Gang Mi lại chơi trò kéo búa bao ai thua thì sẽ phải vác hết đống đồ của người kia. Kết quả lại nghiêng về Gang Mi, rồi anh lại cá với anh que que một ván nhưng lại bị thua tiếp. Sang Sik về nhà thì thấy Na Ray đang làm hành động của chó. Hóa ra là cô đang bắt chiếc mấy con thần khuyển trong TV. Na Ray đi ra với cái mũi thính của mình phát hiện thấy Sang Sik có mua túi gà rán. Sau đó thì anh bạn Ấn Độ có đút cho cô ăn nhưng anh lại có một cuộc điện thoại khiến cho miếng gà cứ đảo qua đảo lại. Ngồi ăn mà Sang Sik cứ đút cho Na Ray ăn nhìn rất tình cảm. Sau đó thì ông bạn Aji đã đi làm việc của mình để lại hai người kia ở với nhau cho nó thêm tình cảm. Sang Sik ngồi cạnh Na Ray rồi kể về việc công ty thiếu cô cũng trở nên vô cũng nhạt nhẽo. Anh còn nói mình thấy rất cô đơn khi thấy cô lạnh nhạt với mình. Sau đó thì Sang Sik lại đút cho cô ăn. Mình ăn bát cơm thì phải cho bệnh nhân ăn bát cháo. Sang Sik lại còn ví Na Ray giống như thuần khuyển vậy. Ông cậu Ma Tan về nhìn thấy những vết thương trên người mình rồi nhớ lại khoảnh khắc anh bị đồng nghiệp cười chê. Sau đó thì anh liền nhấc máy lên rồi gọi cho Gang Mi, muốn cô dạy cho mình mấy môn phái cổ truyền. Cúp máy một cái thì có tiếng chuông cửa, đi ra thì thấy sĩ quan Gang Mi đang đứng trước cửa đợi để chuẩn bị huấn luyện nghiệp vụ cho Ma Tan. Sau đó là chuỗi hành trình luyện tập gian nan thử thách. Dường như Gang Mi thấy Ma Tan quá tệ cho nên lần này cô đã quyết tâm huấn luyện cho anh từ A đến Á. Hai người bắt tay nhau thể hiện rằng chiến dịch tập luyện lần này đã kết thúc. Ở MUIS, buổi trình diễn âm nhạc sôi động ngoài trời thì lúc này có những tiết mục biểu diễn vô cùng mát mẻ.
Ông cậu Ma Tan thì vẫn đang cố tỏ không biết gì, nhưng lúc trưởng phòng Sang Nam đến thì anh cứ ngơ ngơ như kiểu người bị đơ. Đến tiết mục giới thiệu của nhóm marketing thì lần này có vẻ như rất bất ổn. Mọi thứ theo sự sắp xếp đều bị lộn xào hết cả lên. Mặt ông chủ tịch lại được in trên quả bóng bay siêu to khổng lồ khiến cho ông chú Sang Nam hết cả hồn. Sau DOAA thì lại đến phần quan trọng, đó là bắn nổ quả bóng bay, nhưng mọi người lại không biết rằng trên đó in hình ông chủ tịch. Ông chú Sang Nam chạy ra định ngăn cản nhưng mà đã không kịp mất rồi. Khán giả vỗ tay hoan hô nhưng mà ông chú Sang Nam thì thấy rất buồn. Ở nhà Na Jay nhìn thấy live stream thì cũng nói rằng là toang rồi. Ông cậu Aji đi về còn mua theo mấy bộ dụng cụ tập thêm cho Na Jay, nhưng cô lại nghĩ đấy là đồ để tập cho thần khuyển. Ở công ty thì lúc này ông chú Sang Nam đi vào rồi giáo huấn lại cho anh bốn mắt về tiến trình ngày hôm nay. Ông anh bốn mắt bị chửi cho như con, sau đó thì tức nước vỡ bờ nên anh đã phản kháng lại. Mọi người cứ nghĩ là bốn mắt sẽ làm liều, ai ngờ anh lại bảo ông chú Sang Nam đánh mình. Nhưng ông chú đã không nỡ mà còn quay ra ôm anh một cái coi như lời xin lỗi. Hai chị em nhà Na Jay lúc này thì đang bàn tán về sự đời. Hyung Mi cho cô biết một số bí mật quan trọng khi ra NAE không có ở công ty. Tối đó thì Sang Sik và anh bốn mắt có đi nhậu để tâm sự về cuộc đời của anh bốn mắt, hai người say khướt. Sau đó thì Sang Sik đã về nhà, tiền bối Na Jay lúc này thì đã đang ngồi đợi cậu sẵn. Cô hỏi lý do tại sao anh lại để thẻ ngân hàng ở nhà cho mình sử dụng. Nhưng Sang Sik chỉ nói đó là quà tặng cuộc sống. Sau một hồi nghe những lời Sang Sik nói thì chị Na Jay đã trao cho anh một nụ hôn nồng cháy. Hai người đang hôn nhau vào kèo thì Ajit bất ngờ nằm ườn ở đó từ bao giờ phá tan bầu không khí. Cố gắng thanh minh rằng chỉ là hiểu nhầm, còn nụ hôn vừa rồi chỉ là hôn tạm biệt. Gớm, tôi lại không biết các ông các bà. Hôn tạm biệt gì mà nồng cháy thế? Nếu là hôn tạm biệt cho Ajit xin một cái như thế nào? Na Jay miễn cưỡng hôn Ajit một cái vào má nhưng thanh niên lại cứ đòi hôn môi nên Sang Sik phải lôi anh bạn đó đi. Trở về giường, Sang Sik trằn trọc không thể ngủ được vì nụ hôn vừa rồi với Na Jay làm anh cứ sao xuyến mãi không thôi. Tính nhắn tin hỏi thăm cô về nụ hôn vừa rồi nhưng mà đắn đo mãi không biết phải nhắn gì. Bên này Na Jay cũng không kém phần khi cứ nghĩ về nụ hôn vừa rồi và ngượng chín mặt. Chỉ ước lúc đó có cái lỗ nào để chui cho đỡ dơ. Tinh tinh một tin nhắn của Sang Sik gửi tới. Ông thần lại chỉ gửi mỗi câu xin lỗi làm Na Jay không khỏi tức giận với tên đại ngốc này. Đang định đá đưa thêm vài câu thì Sang Sik nhận được tin nhắn hồi đáp rằng nụ hôn vừa rồi chỉ là sơ suất khi cả hai đang say rượu và say thuốc, không cần bàn tán gì thêm và chúc ngủ ngon. Thanh niên Sang Sik như muốn nổ tung cái đầu khi Na Jay lại phủ nhận nụ hôn và nói đó là sơ suất. Nhưng mà bố này cũng chỉ nhắn mỗi chữ vâng rồi để đó, khiến Na Jay nổi khùng với tên đầu đất này luôn. Thế là cả hai trằn trọc với đống tương tư không có hồi kết. Sáng hôm sau, Ma Tan được bố lai đi làm nhưng ông không đưa anh tới ga Mỹ mà lại tới Power. Không muốn con trai phải phí hoài thời gian ở đó nữa nhưng lý tưởng của Ma Tan đặt ra anh nhất định phải hoàn thành nó. Mặc cho có gặp khó khăn hay là phải ăn cả canh tương thối anh cũng chấp nhận. Một mực bắt bố phải quay xe nhưng ông méo quay mà vứt anh ở giữa đường rồi phóng đi. Thanh niên ngu ngơ còn chẳng biết đây là đâu. Sang Sik tới công ty vẫn không khỏi bần thần về nụ hôn tối qua với Na Jay. Anh chẳng thèm quan tâm đến lời chào của Hae Young lúc chờ thang máy. Đúng lúc đó Na Jay cũng đi tới với một bầu không khí vô cùng gượng gạo. Khi qua Sang nhìn Na Jay, Sang Sik chợt thấy sao hôm nay cô bọ ngựa này lại xinh đẹp đến lạ thường. Cô dối lòng rằng Hae Young vẫn xinh hơn nhưng khi nhìn cô lại toàn thấy mây đen tăm tối. Có lẽ nào là yêu rồi phải không? Bối rối đến mức bấm lộn cả mở cửa thang máy. Đến khi trong thang máy chỉ còn hai người, Sang Sik mới mạnh dạn hỏi Na Jay về chuyện hôm qua. Cả hai vô cùng ngại ngùng nhưng cũng vô cùng đáng yêu. Chuyển cảnh trước buổi họp, Ma Tan nghi ngờ trong nhóm có một người nội gián đã báo cáo tất cả hành động của anh cho ông bố biết. Anh bắt đầu phân tích các thứ như một thám tử Conan chuyên nghiệp, tới từng thành viên của tổ công tác để xem ai là kẻ đáng ngờ nhất. Có thể là phó phòng Ki khó tính nói nhiều, tiền bối Sang Sik giả ngu nhưng có vẻ rất nguy hiểm. Tiền bối cha đang đau đầu vì chơi chứng khoán, hay đó là tưởng nhóm Hyung Mi lầm lì ít nói. Sau đó buổi họp nhóm diễn ra, phó phòng yêu cầu cái nhóm đáy của đáy công ty này phải thật cố gắng trong dự án tới để ngoi lên xứng tầm với bạn bè đồng nghiệp. Họ đưa ra một chương trình để kích cầu mua sắm, đó là tặng quà cho các cặp đôi khi mua sản phẩm của ga Mỹ, để nhận diện các cặp đôi thì có thể cho họ thơm nhau. Nghe đến đây, Sang Sik và Na Jay lại bắt đầu cành cựa nhau về nụ hôn tối qua và phản đối vì thời nay chả cần phải là có quan hệ yêu đương cũng có thể thơm nhau ầm ầm kia kìa. Đúng là chán không muốn nói. Sau khi buổi họp kết thúc, trưởng phòng Jang Byung trở về thẫn thờ vì có vẻ cái ghế của anh sẽ khó giữ. Nhớ lại mới hôm qua anh bị giám đốc Choi chửi cho một trận vì đội marketing 3 của anh đã loại vì thành tích quá kém. Thế mà nhớ lại ngày xưa hồi mới vào công tác, giám đốc Choi lại nhẹ nhàng ân cần chỉ bảo đến vậy, hứa hẹn đủ thứ vậy mà giờ đây như con cọp cái. Chuyển cảnh, Ma Tan đang đi thì phát hiện Kang Mi đang lén gọi điện cho ai đó, nhắc đến Power và tiền nong gì đó làm anh nảy ra nghi ngờ Kang Mi chính là nội gián đã bán thông tin cho bố mình. Lập tức Ma Tan gọi điện nhờ thư ký Kim tìm hiểu chút dữ liệu về cô nàng Kang Mi này. Một lúc sau, thư ký Kim mang tới tập tài liệu thông tin của Kang Mi.
Cô nàng này là một người khá mạnh mẽ vừa mới giảm cân thành công, đang phải nuôi bà nội và trả khoản nợ đi học hơn 20 triệu won. Các bằng chứng quá thuyết phục nên Ma Tan yêu cầu thư ký Kim đi cùng mình đến buổi hẹn tối nay vì nghi rằng 8 giờ tối nay Kang Mi sẽ có một cuộc hẹn với bố anh. Một ngày làm việc năng suất của các anh em phòng marketing 3, các tài liệu liên tục được hoàn thành vượt cả chỉ tiêu. Phó phòng vẫn ưng nhất là bài của Kang Mi, nhưng lại cố ý thay đổi tên người viết thành tên ông ta để vụ lợi. Sau đó ba chị em trong phòng đi uống cà phê, nhắc đến chuyện Sang Sik chuẩn bị đi xem mắt thì cô nàng Na Jae không tin. Đột nhiên anh xuất hiện và khẳng định một lần nữa là anh đây chuẩn bị đi xem mắt và sạp lấy vợ đấy nhé. Na Jae tỏ ra khá tức giận và bị trưởng nhóm phát hiện, cô cố gắng phủ nhận điều đó. Một cuộc họp được mở ra khi các thành viên nghe được tin phòng marketing ba này sắp bị xóa sổ và không có cách nào để cứu vớt. Đúng lúc đó trưởng phòng đi tới. Anh động viên các cấp dưới rằng mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi. Ma Tan thì nghi ngờ rằng bố Minh đã nhúng tay vào chuyện này và phá anh từ bên trong. Lúc Tan làm Na Jae có gọi hỏi Sang Sik về chuyện anh đi xe mắt. Tỏ ra thái độ khó chịu nhưng lại phủ nhận tình cảm khi Sang Sik hỏi khiến anh tức giận mà bỏ về luôn. Phía Ma Tan anh và thư ký Kim lén bám theo Kang Mi về tận nhà để xem cô hẹn hò lúc 8 giờ với ai. Vì ô tô không vào được nên Ma Tan để chạy bộ đuổi theo. Bị một đám thanh niên xóm chặn lại, chúng gây sự với Ma Tan và chấn lột luôn của anh bộ quần áo đắt tiền. Làm thanh niên phải mặc cái quần xanh chuối rộng ngoác đi ngoài đường, anh hỏi đường một cô gái thì chẳng may cái quần rộng bị tụt xuống. Thế Kang Mi tưởng biến thái liên cho ăn vài quyền lộn một vòng rồi ngất luôn ra đó, Kang Mi hốt hoảng nhận ra mình vừa đấm Ma Tan. Sau khi đưa đồ cho Ma Tan thay cả hai trên đường về lại gặp đám côn đồ lúc nãy. Kang Mi một mình dùng cây vợt mũi tả sung hữu đột hạ gục hết đám côn đồ đó chỉ trong một nốt nhạc. Ma Tan trông thấy vậy thì vô cùng ngạc nhiên. Đúng lúc đó thì đại ca của bọn chúng đi tới, Kang Mi liền kéo Ma Tan sủi ngay khỏi đó để bảo toàn long thể. Sáng hôm sau một cuộc họp của giám đốc với các nhân viên phòng marketing 3 được diễn ra, họ sẽ phải đối mặt với nguy cơ bị xóa sổ khỏi công ty vì không đạt được thành tích nào. Nhưng sự kiện thảm họa lần trước lại gây ra được ấn tượng tích cực với khách hàng nên đội 3 đã giành giải thưởng trong cuộc thi này. Tuy nhiên phần thưởng và cúp lại bị giám đốc choi cướp công. Tối đó Sang Sik hẹn gặp Na Jae để xác định lại một lần nữa tình cảm của cả hai là gì. Chưa kịp để cô lên tiếng, Sang Sik đã đi tới trao cho cô một nụ hôn nồng cháy. Chuyển cảnh vì chiến thắng trong giải vừa rồi nên tổ 3 bước vào công ty oai như cóc, ai cũng phải ngước nhìn ngưỡng mộ họ. Nhưng vẫn bị chặn ở cửa để xuất trình thẻ ra vào. Phó phòng đen đủi quên mang thẻ nên bị bảo vệ khống chế. May là có Sang Sik cứu không thì cũng ốm đòn. Buổi làm việc trong ngày bắt đầu bằng việc Ma Tan giới thiệu về sản phẩm len mắt thông minh điều khiển các thiết bị gia đình. Nhưng sản phẩm đắt tiền như này sẽ rất khó để làm marketing. Vì vậy phó phòng yêu cầu Ma Tan đảm nhiệm luôn phần này, không ngần ngại anh chốt kèo luôn. Lúc đi bê đồ, Ma Tan và Kang Mi đã có cơ hội được tiếp xúc gần, vẫn ấn tượng với hành động dũng cảm của Kang Mi hôm qua khiến con tim Ma Tan như đang thổn thức loạn nhịp. Có lẽ nào là yêu rồi không? Bên này Sang Sik theo chân Na Jae đi mua nước, đang định nói về nụ hôn lần thứ hai kia thì Ma Tan đi đến. Không muốn làm kỳ đã cản mũi nên anh bảo hai người cứ tự nhiên nói chuyện đừng quan tâm đến anh. Thế là hai người họ đổi sang chủ đề công việc nhưng một lúc lại xoay sang chuyện hẹn hò. Thế là Sang Sik thành công có được một cuộc hẹn với Na Jae. Đúng lúc đó tiền bối cha đi tới yêu cầu hai thanh niên đi công tác 2 ngày 1 đêm. Thế là hai thanh niên nhanh chóng lên đường để hoàn thành nhiệm vụ. Với phong thái tổng tài thì Ma Tan không quan tâm mà đi ngủ để mặc cho Sang Sik lái xe một mình ở văn phòng tổ 3. Vì để thấy được nụ cười trên gương mặt của tổ trưởng Hyung Mi nên cả đội đã đem tiền ra cược xem ai sẽ làm người khiến Hyung Mi nở nụ cười. Tiền bối cha là người sẽ xung phong. Anh kể một câu chuyện cười với Hyung Mi nhưng nó xàm ơi là xàm khiến nó phản tác dụng làm ai cũng ngao ngán. Trở lại với chuyến công tác bất ổn của Ma Tan và Sang Sik, Ma Tan bắt đầu bình phẩm về các món ăn sang chảnh khiến Sang Sik nghĩ gia đình Ma Tan rất khá giả. Đi một hồi thấy Sang Sik lái xe có vẻ đã mệt nên Ma Tan tốt bụng nói sẽ cử tài xế đến. Anh gọi cho thư ký Kim nhưng anh ta đã từ chối theo lệnh của bố Ma Tan, sẽ không giúp đỡ Ma Tan cho đến khi anh quay về. Gượng quá quay sang nhìn Sang Sik khiến Sang Sik nghĩ Ma Tan chỉ đang cố gắng xây dựng hình ảnh thiếu gia không cần thiết với anh. Cuối cùng hai người cũng tới được công ty đối tác. Nhìn văn phòng của bọn họ, Ma Tan nói nó còn bé hơn cả phòng ngủ của anh, làm Sang Sik nghĩ thằng cha này đang mắc bệnh ảo tưởng nặng. Khi gặp đối tác kia, trùng hợp đó lại là một người bạn người Đức thời đại học của Ma Tan, anh hốt hoảng bảo anh bạn đó giữ bí mật cho mình. Anh bạn kia thì nghĩ Ma Tan đang đóng chủ tịch giả nghèo đi thị sát nên đồng ý luôn, cả hai nói tiếng Đức nên không có ai ở đó hiểu cả. Ma Tan giải thích đã từng gặp đối tác này trong chuyến du lịch nhưng anh bạn kia diễn sâu quá nói chả quan biết gì thằng dở hơi tóc vuốt này luôn. Sang Sik nghe vậy bắt Ma Tan xin lỗi nói thằng đệ mình bị mắc chứng ảo tưởng nên anh em thông cảm. Sang Sik biết rằng Ma Tan chỉ đang cố gây ấn tượng nhưng trước mặt thằng ngốc như anh thì không cần phải làm vậy. Tối đó hai người tìm tới một nhà nghỉ nhỏ để nghỉ ngơi. Ma Tan thì đòi đi tới khách sạn 5 sao nhưng Sang Sik đã ngăn anh ta lại. Tới quầy lễ tân của nhà nghỉ hỏi phòng tập gym với đồ tẩy da chết, cũng đến chịu ông thần này.
Đến lúc thanh toán bằng thẻ tín dụng thì mới phát hiện ra bố anh đã khóa hết thẻ lại vì muốn dùng biện pháp cứng rắn để răn đe anh. Cả hai cùng ở trong một căn phòng 2 giường, vì mắc chứng sạch sẽ nên việc đầu tiên là hai thanh niên cùng nhau lau chùi hết các khe trong phòng đến khi không còn một hạt bụi. Ma Tan còn lau cả lon bia trước khi uống, hai thanh niên đã có một cuộc tâm sự mỏng. Hỏi về bạn gái của Ma Tan, trong đầu anh liền hiện lên hình ảnh xinh đẹp của Kang Mi. Nửa đêm Sang Sik nhắn tin với Na Jae tán gẫu thì bị Ma Tan phát hiện. Anh nhắc nhớ Sang Sik mau đi ngủ để sớm mai còn tiếp tục lái xe. Sáng sớm hôm sau cả hai đã lái xe về công ty sau chuyên công tác 2 ngày. Lúc này ở văn phòng mọi người đang làm đủ trò để khiến cho cô nàng Hyung Mi bật cười. Cả trưởng phòng cũng tham gia cùng các anh em nhưng có vẻ không ăn thua. Hyung Mi vẫn chỉ một trạng thái cảm xúc. Sau đó Sang Sik đã báo cáo kết quả chuyến đi công tác với trưởng phòng. Phía đối thủ cạnh tranh Power cũng đang phát triển một sản phẩm tương tự nên Sang Sik tin tưởng trưởng phòng sẽ có một kế hoạch để vượt mặt đối thủ. Gây ấn tượng được với giám đốc. Vừa nhắc đến giám đốc thì lúc ở thang máy trưởng phòng gặp ngay giám đốc và lại bị cô ta cà khịa. Sau đó các anh em tổ ba đi hát karaoke và quẩy tưng bừng với nhau. Cả nhóm vẫn rất thắc mắc tại sao Hyung Mi lại không cười. Cô cho biết một lý do đó chính là làm thì nhiều mà lương thì thấp thì cười cái nỗi gì. Trong lúc đó Sang Sik hẹn Na Jae ra để nói chuyện vì mấy hôm nay cả hai chưa có cuộc nói chuyện tử tế. Sang Sik một lần nữa muốn khẳng định tình cảm với Na Jae. Muốn được là một cái gì đó cô nhưng Na Jae muốn mọi thứ phải từ từ và nên nghe lý trí nhiều hơn là con tim. Cô cũng có một chút tình cảm với Sang Sik khiến ảnh rất vui. Đang nói chuyện phó phòng đi vào phá tan bầu không khí lãng mạn, làm cả hai phải diễn là đi nhầm phòng. Trở lại phòng hát lúc này ai cũng đã say bí tỉ. Kang Mi đi vào cướp mic định nói ra bí mật thân phận của Ma Tan. Thanh niên đã cố gắng hết sức bật to nhạc gây ra tiếng ồn nhưng Kang Mi vẫn kịp nói cho mọi người biết rằng Ma Tan chính là người thừa kế của tập đoàn đối thủ Power. May cho thanh niên là mọi người đều nghĩ Kang Mi đang say nên nói nhảm. Cộng với lời của Sang Sik khoe rằng Ma Tan chỉ đang cố diễn và mắc bệnh ảo tưởng nên mọi người đừng quan tâm. Thế là Ma Tan thoát được một mạng, sau khi say sưa mọi người chào tạm biệt nhau ra về. Nhân tiện trời đẹp Sang Sik đã rủ Na Jae đi dạo để tâm sự, đột nhiên Sang Sik nhớ ra mai có một cuộc gặp gỡ đối tác mà tài liệu vẫn chưa kịp chuẩn bị. Đến công ty một mình thì sợ ma, thế là Kang Mi đành phải theo Sang Sik tới công ty để cho anh chuẩn bị tài liệu. Không khí lúc này trở nên vô cùng lãng mạn thế là Sang Sik và Na Jae đã lao vào hôn nhau một cách cuồng nhiệt. Cả hai tiếp tục kéo nhau vào phòng họp để chuẩn bị tập đánh vần thì ngạc nhiên chưa, phó phòng và tiền bối cha lại đang nhậu ở đây. Bốn người đứng hình nhìn nhau thế là hỏng hết bánh kẹo. Trong lúc đó Ma Tan và Kang Mi cũng đang tâm sự với nhau. Ma Tan cứ nghĩ Kang Mi là tay trong của bố mình cài vào vì những dữ kiện mà anh thu được đã chứng minh điều đó. Thanh niên cũng cho biết mỗi lần ở bên Kang Mi con tim anh như đập loạn nhịp mà rất khó giải thích. Còn chủ động lấy tay Kang Mi đặt vào ngực mình khiến cô nghĩ anh là tên biến thái, thưởng ngay cho một cái vuốt má với lực 500 Newton. Trở lại văn phòng cặp đôi Sang Sik và Na Jae sau khi bị bắt quả tang thì không biết chui đâu cho đỡ nhục. Phó phòng trách mắng hai người đêm hôn sao không về mà lại tới công ty làm những chuyện này. Nhưng say sưa thế nào phó phòng lại nghĩ hai người đang đánh nhau. Rồi còn khuyên can anh em công ty không nên giải quyết mâu thuẫn như vậy. Nhìn thấy vết son trên môi Sang Sik lại cứ nghĩ anh bị Na Jae đấm vỡ mồm nên tỏ ra thương cảm. Sau đó bắt Sang Sik và Na Jae ngồi lại để cùng giải hòa. Thế là hai người đành phải ngồi lại nốc hết chỗ rượu cùng với phó phòng để tránh vụ việc bị bại lộ. Ngày hôm sau cả hai vẫn vui vẻ đi làm như chưa có chuyện gì xảy ra. Chuyện hôm qua tưởng chừng đã bị lộ ai dè bọn họ lại lật ngược tình thế nhưng vẫn phải hẹn hò lén lút. Trong thang máy Sang Sik cố với lấy để mân mê ngón tay của Na Jae, nhưng mà mân một hồi mới giật mình nhận ra anh Jae đang mân ngón tay của trưởng phòng. Đúng là dơ không biết chui đi đâu, để không bị ai phát hiện chuyện hẹn hò nên Sang Sik và Na Jae đã tạo ra những ám hiệu riêng và chỉ có hai người họ mới biết. Sang Sik đã sẵn sàng cho một mối quan hệ mập mờ và sẽ cố gắng chờ đến khi trở thành mối quan hệ hẹn hò chính thức. Na Jae cũng đồng ý với quả kèo này. Bên này phòng họp Kang Mi đang chỉ dạy cho Ma Tan một khóa học thế nào là hành vi quấy rối tình dục nơi công sở. Can tội tối qua thanh niên manh động cư dí tay Kang Mi vào một số nơi nhạy cảm. Khi ra ngoài Kang Mi và Ma Tan đều nhận được tin nhắn báo lương. Ma Tan đọc xong thì khá thất vọng nên đã tới phòng kế toán để thắc mắc. Trước phỏng vấn vào làm công ty nói mức lương chi trả là 30 triệu nhưng mà là 30 triệu một năm chia cho 12 tháng. Mỗi tháng được 2,5 triệu won là đúng rồi nên đừng thắc mắc gì nữa. Nghe xong Ma Tan thất vọng toàn tập, không biết sẽ phải sống sao với số tiền ít ỏi đó. Cũng khá thắc mắc tại sao mọi người lại có thể lo cho cuộc sống với số tiền như vậy. Trong lúc đó Sang Sik và Na Jae cứ nháy mắt làm ký hiệu với nhau để trao đổi tình tứ. Các đồng nghiệp nhìn thấy thì nghĩ hai người này bị dính bụi vào mắt và khuyên cả hai nên mau chóng bổ sung thêm dinh dưỡng. Trong giờ làm việc Kang Mi kiểm tra đống tài liệu thì phát hiện chai rượu quý mà cô cất giấu trong đó đã không cánh mà bay. Nghi ngờ mọi người trong đội đã lấy nhưng ai cũng chối bay chối biếng. Na Jae còn đổ cho là người của văn phòng khác sang lấy. Thế là Kang Mi yêu cầu check lại camera giám sát trong văn phòng này. Tất cả đều sợ tái mặt với những việc xấu mà mình đã gây ra. Na Jae và Sang Sik thì sợ bị lộ chuyện tình tứ nơi công sở. Phó phòng thì sợ lộ chuyện đã lấy trộm chai rượu.
Cả đội cố gắng thuyết phục Kang Mi rằng chuyện này không đáng để điều tra đâu. Nhưng Kang Mi nhất quyết nhấc máy gọi điện cho phòng an ninh. Na-je gồng cơ đít lao tới thì bị Sang-sik cản lại. Anh cũng nhanh tay bấm ngắt cuộc gọi của Kang Mi. Anh mạnh dạn đeo lên mặt chiếc kính râm rồi nhận bản thân đã lấy cắp và uống hết chai rượu vì cảm thấy quá áp lực khi hoàn thành dự án. Hành động này khiến phó phòng và trưởng phòng vô cùng cảm kích. Na-je cũng phải cắn răng để mắng Sang-sik cho trọn vẹn vở kịch. Các đồng nghiệp khác thì lao vào tẩn anh một trận. Nhưng hành động này đã tạo cho Sang-sik một thiện cảm vô cùng lớn. Chuyển cảnh Ma-tan đang đau đầu với các khoản chi phí sinh hoạt trong khi lương thì ba cọc ba đồng không biết phải sống sao. Kang-mi đã ngỏ ý sẽ dạy anh cách sống chỉ với 2,5 triệu won đó mà vẫn cứ là thoải mái đổi lại cô sẽ được một cái gì đó. Bên này phòng thử nghiệm Sang-sik đang hỏi tiền bối Kim về KNH nghiệm hẹn hò công sở của anh ngày xưa. Sau một hồi chia sẻ đến từ vị trí của tiền bối Kim thì tốt nhất là không nên hẹn hò nơi công sở nếu không muốn mọi thứ trở nên khó xử. Tiền bối Kim còn tưởng Sang-sik vẫn chưa quên được Hye-young nên muốn nối lại tình xưa. Trở lại với Ma-tan, anh đang được Kang-mi hướng dẫn cách để có thêm thu nhập là xin hương khoản tiền phụ cấp từ công ty đó là tăng ca làm việc. Ngay lập tức thanh niên đến bảo phó phòng hãy trả cho em tiền tăng ca đi nhậu. Ai cũng ngao ngán với thanh niên dở hơi này và đuổi anh mau về chỗ đi. Tiếp đó là kiếm mua hàng trên mạng và tìm cái nào rẻ nhất thì chốt đơn. Sưu tầm thẻ giảm giá của các tiền bối và có thể đổi được một cốc cà phê. Hoặc có thể đi bộ để tích điểm số bước chân rồi đổi ra tiền. Còn vấn đề ăn uống thì nên chuẩn bị cơm từ ở nhà hoặc cơm hộp cũng có thể tiết kiệm được một khoản kha khá hàng tháng. Phía Sang-sik vì để tránh bị lộ việc hẹn hò nên anh đã cẩn thận nộp hẳn một bản báo cáo ghi chép lại cách hẹn hò và những điều cần lưu ý ở công sở cho Na-je chọn. Cô thấy khá thú vị và đồng ý thực hiện bản báo cáo này. Nhưng cô nàng lại chọn mục không nói chuyện trong giờ làm việc khiến thanh niên Sang-sik khá là cay mà không thể làm gì được. Ma-tan ở bên ngoài đang chạy bộ kiếm tiền thì nhận được điện thoại từ thư ký Kim báo về gặp một vị khách đặc biệt. Về đến nhà, hai bố con Ma-tan lại bắt đầu cành cựa nhau. Ông Bo cứ nằng nặc bắt anh về Power để làm việc. Không những thế còn tự ý sắp đặt chuyện hôn nhân của Ma-tan với con gái của chủ tịch tập đoàn Gunji. Vừa nhắc xong thì cô gái tên Lau ra đó đến chào hỏi. Nhưng Ma-tan cứng đầu thẳng thừng từ chối sự sắp xếp này và định rời đi. Nhưng khi nhìn thấy giai nhân dọn đồ ăn ra, thanh niên không cưỡng lại được liền lấy cớ để được ở lại ăn cơm với gia đình. Ông Bo lại tiếp tục chê Ma-tan cứ cố theo đuổi lý tưởng đó sẽ trở thành kẻ trắng tay. Nhưng vì là một kẻ trắng tay đã giúp Ma-tan học được rất nhiều điều hay trong cuộc sống nhờ có Kang-mi chỉ dạy. Trước khi dọn bàn, thanh niên còn bó cẩn tính cho hết đồ ăn thừa vào hộp mang về. Bà mẹ thấy túi luôn vui tươi lại tưởng con trai tặng mình đồ hiệu. Vì sĩ diện nên anh đã bảo mấy hộp đựng thức ăn là quà mua cho mẹ khiến bà rất vui và hạnh phúc. Bên này Sang-sik và Na-je có một buổi hẹn hò cuối tuần với nhau. Sợ người ta không biết mình đang hẹn hò nên cả hai còn đi tất đôi cho nó cẩn thận. Sau đó vui vẻ dạo bước bên nhau hưởng thụ ngày cuối tuần. Bên khác, hôn thê Lau Gia của Ma-ta lo sợ anh ở công ty sẽ có người con gái khác dụ dỗ nên cử người đến để theo dõi. Ma-tan-a lúc này thì đang đứng trước cửa nhà vui vì đống đồ ăn của bố mẹ. Vậy là hôm nay anh sẽ không phải tốn tiền ăn nữa rồi. Sau đó Ma-tan mang đống đồ hiệu tới gặp Kang-mi để nhờ cô thanh lý giúp mình kiếm một khoản tiền. Bất ngờ khi khách hàng hẹn tới là tên Jukon hôm trước từng bị Kang-mi xử đẹp. Kang-mi định đánh trả thì Ma-tan nhanh trí rủ cô bỏ chạy để kiếm tiền từ app chạy bộ. Thế là cả hai vui vẻ nắm tay nhau chạy đi. Sáng hôm sau ở công ty, Ma-tan đi mua lon cà phê ở máy bàn tự động thì bất ngờ phát hiện nó đã tăng thêm 100 won. Anh bực tức tìm phó phòng để đòi lại công bằng, chửi ông là con đỉa tư bản hút máu người khác. Ai cũng cảm thấy Ma-tan vì tiền mà dở khùng dở điên mất rồi. Còn ở căng tin khi mọi người đang ăn trưa thì Sang-sik tranh thủ cơ hội quấn lấy chân của Na-je. Nhưng xui thế nào lại quấn vào chân của trưởng phòng làm anh ta bắt đầu nghi ngờ về giới tính của Sang-sik. Tối đó Sang-sik và Na-je đi ăn tại một nhà hàng mà ít người biết đến để đỡ bị phát hiện. Nhưng thật tình cờ lại gặp quản lý cha và trưởng nhóm Hyung-mi cũng tới đây để hẹn hò. Hai người liền tá hỏa cuốn gói để rời khỏi đó ngay lập tức. Trong lúc chạy, Na-je bị đau chân, Sang-sik đã cẩn thận dán băng y tế cho cô. Còn cẩn thận chuẩn bị tất và dép lê cho Na-je. Thấy được sự tận tình này của Sang-sik, Na-je không kìm lòng được mà ôm chầm lấy anh mặc kệ ai nhìn thấy. Đang ôm nhau thì Hye-young đi tới làm cả hai phải tách ra. Hye-young hỏi có phải hai người đang hẹn hò không thì cả hai phản bác chỉ là trùng hợp gặp nhau. Cô nàng còn bóc phốt người yêu cũ rằng lúc trước cũng hay dẫn cô đi ăn ở nhà hàng kín đó, còn hay mang theo nhiều đồ để chăm sóc cô. Na-je nghe những lời này thì vô cùng tổn thương, nghĩ bản thân chỉ là người thay thế nên bỏ về, còn khẳng định cả hai không có quan hệ hẹn hò gì nữa cả. Thấy Na-je hiểu nhầm, Sang-sik đuổi theo giải thích. Cùng lúc đó, vì thấy con hẻm nhà Kang-mi quá tối nên Ma-tan dùng tiền lương của mình lắp đèn cho cô. Cứ tưởng cô sẽ vui nhưng lại khiến cô nổi đóa lên, không biết tên điên nào lại lắp đèn sáng trưng trước cửa nhà mình như vậy. Thư ký Kim đòi trả lại hàng nhưng Ma-tan nói hàng mua rồi không hoàn lại được đâu bà. Chuyển cảnh Sang-sik cố gắng giải thích rằng tất cả điều anh làm là vì lo lắng cho cô. Na-je nhớ lại những kỷ niệm và những điều mà Sang-sik đã làm cho mình thì động lòng. Hiểu ra tình cảm của anh và quyết định cả hai sẽ chính thức hẹn hò.
Sang Sik đưa Na Jae về nhà và cả hai vô cùng hạnh phúc khi bước sang một giai đoạn mới. Nhưng Sang Sik cũng khá quan ngại khi cả hai cứ phải giấu giếm tình cảm này ở công ty và đôi khi anh không tinh ý sẽ khiến cô buồn. Thế là ngày hôm sau trong thang máy công ty, Na Jae đã chủ động cầm tay Sang Sik còn trao cho anh một nụ hôn gió khiến anh đứng hình mất nhiều giây. Tổ ba hôm nay có một thứ khác lạ. Phó phòng tự nhiên lại biến thành một con người khác. Hãm tài như Sang Sik cũng được ông ta gọi là bảo bối. Ma Tan cũng không hết kinh ngạc trước sự thay đổi của phó phòng. Phó phòng còn nói hôm qua không ngủ được vì mọi người không xuất hiện trong giấc mơ của ông rồi cả hát nhảy múa. Kang Mi nhìn mà thấy phát ói. Thì ra trước đó đội trưởng Cha và tiền bối Kim đã quân sư cho phó phòng rằng vị trí trưởng phòng marketing sắp tới sẽ được thay thế. Đây là cơ hội thăng tiến của phó phòng. Chỉ cần nhận được các đánh giá tích cực từ cấp dưới thì phó phòng sẽ có cơ hội thăng chức. Việc này cần phải tiến hành nhanh chóng và đó chính là lý do phó phòng thay đổi như vậy. Đến cả Sang Sik ngu ngơ làm sai bản báo cáo cũng được phó phòng khen nức nở khiến thanh niên muốn nổ mũi. Không những thế, phó phòng còn mời các anh em trong văn phòng một chầu cà phê thượng hạng, còn mọi chi phí anh đây sẽ lo. Thế là bay ngay 123.000 won của phó phòng. Thì ra thanh niên Ma Tan đã cẩn thận mua luôn đồ ăn trưa cho anh em văn phòng. Trong giờ làm việc, Kang Mi than phiền về tên điên nào đó lắp đèn trước cửa nhà làm cô không biết đâu là ngày với đêm. Thế là báo cảnh sát tháo ngay vì tội lắp đặt trái phép. Ma Tan nghe xong thì lòng đau như cắt vì số đèn đó anh mua có giá hơn 10 triệu won đó. Sau đó đến giờ ăn trưa, Na Jae đã đích thân làm cho Sang Sik một hộp cơm khiến anh vô cùng cảm kích. Hai người muốn có không gian riêng tư ăn trưa với nhau thì cặp đôi Ma Tan và Kang Mi xuất hiện để ăn trưa cùng. Sang Sik thưởng thức suất cơm Na Jae làm cho mình nhưng là món trứng rán với sườn rán bóng đêm làm anh không nhá nổi. Cũng may Ma Tan trước đó đã mua hai suất ăn cứu cánh cho Sang Sik, trong lúc ăn bọn họ có nói xấu phó phòng. Đúng lúc đó ông ta xuất hiện khiến cả lũ câm nín, rồi ông ta bắt đầu giáo huấn cả lũ một trận. Sau đó trong buổi họp, tổ ba đã cùng xem một đoạn video mà bố Ma Tan lên giới thiệu về dự án len đeo mắt thông minh của tập đoàn Power chuẩn bị ra mắt. Power đã ăn cắp ý tưởng từ tổ ba của Ga Út và biến nó thành của mình. Các anh em trong tổ vô cùng cay cú. Nhất là Ma Tan, anh không ngờ bố mình lại làm vậy. Ông ta còn không NGA ngại công bố dự án đó là do con trai ông ta lập ra. Điều này khiến Ma Tan rơi vào tình thế vô cùng khó xử. Các thành viên trong tổ ba bắt đầu nghi ngờ có kẻ làm nội gián đã tuồn thông tin ra ngoài. Sau đó trong phòng, trưởng phòng Uy đã gọi điện cho ai đó nói về thông tin dự án len đeo mắt. Sang Sik nghi ngờ trưởng phòng là người đã làm điều này nên đến chất vấn anh ta, liền bị anh ta phũ phàng rồi đuổi ra ngoài. Điều này càng làm Sang Sik nghi ngờ trưởng phòng Uy nhiều hơn. Tối đó khi tan làm, Ma Tan đã hẹn gặp thư ký Kim để hỏi về tình hình tập đoàn Power. Không hiểu lý do tại sao bố mình lại chơi trò đê hèn như vậy. Thư ký Kim cũng không biết và nghi ngờ ngài chủ tịch làm vậy để khiến Ma Tan mau trở về với Power. Biết bản thân đang bị theo dõi từ phía bố và hôn thê Lau ra nên Ma Tan muốn rời khách sạn để tìm một nơi ở mới không bị giám sát nữa. Thế là anh quyết định tới nhà của Sang Sik để đề nghị được ở cùng một thời gian với lý do không muốn chịu sức ép từ bố. Anh bạn Azit không hài lòng với điều này nhưng khi nghe Ma Tan nói sẽ chịu một nửa tiền phòng thì lập tức đồng ý luôn. Nhưng mà anh ta vào trước nên sẽ được làm tiền bối số 1 còn Ma Tan sẽ là số 2. Trong lúc soạn đồ, Azit còn tranh thủ xin Ma Tan cái calavat luôn vui tươi hàng hiệu. Còn chụp ảnh tự sướng nữa chứ. Còn Sang Sik hiện tại đang rơi vào khủng hoảng vì chuyện Na Jae giận dỗi. Nhưng sau khi nghe Azit khuyên nhủ, anh liền tìm tới Na Jae để xin giảng hòa. Bỏ lại Ma Tan cùng với anh bạn Azit ở phòng, bắt Ma Tan phải làm thêm việc gia công gấu bông tại nhà. Cùng lúc đó hôn thê Lau Gia của Ma Tan tìm tới nhà, thấy Ma Tan và Azit còn đang mặc đồ đôi nữa chứ. Lau Gia không ngờ gu của Ma Tan lại là mấy anh giai Ấn Độ. Ma Tan giải thích rằng đó anh em ở chung phòng và trong lòng anh đã có người mình thích. Lau Gia liền hỏi đó có phải là cô nàng Kang Mi không? Lau Gia còn nói đã gặp Kang Mi và đưa cho cô ta một chút tiền, cô ta liền biết điều bỏ cuộc ngay. Ngay lập tức Ma Tan phi tới phòng tập tìm Kang Mi, lo lắng hỏi Kang Mi rằng có phải Lau Gia đã làm tổn thương cô không thì nhận ra mình đang tâm sự với nhầm người. Kang Mi kể rằng lúc chiều Lau Gia có tới tìm cô, Lau Gia là một người rất tuyệt. Khi biết cô chỉ là bạn đồng nghiệp với Ma Tan liền cẩn thận tặng cô một hộp vitamin C, nhưng khi về nhà mở tra thì tá hỏa phát hiện bên trong có rất nhiều tiền. Kang Mi lưỡng lự không muốn trả lại nhưng dưới ánh mắt đầy phán xét của Ma Tan, cô đã đưa cho anh nhờ trả lại cho Lau Gia và giải thích dùng mình về mối quan hệ của cả hai. Anh còn mạnh dạn cho biết đèn trước cửa nhà là do chính anh lắp đấy. Kang Mi còn nghĩ Ma Tan chỉ là đang muốn trả thù mình vì làm anh bị lộ thân phận. Nhưng Ma Tan đã thổ lộ tình cảm của mình với Kang Mi, tuy cô rất mạnh mẽ nhưng anh vẫn muốn bảo vệ cô. Kang Mi không ngần ngại mà từ chối thẳng thừng tình cảm của Ma Tan bởi anh không phải là gù của cô. Nghe xong Ma Tan như muốn gục ngã, đến chỏm tóc dựng lên của anh cũng nghèo theo. Trên đường về còn khóc lóc sướt mướt như một đứa trẻ. Sáng hôm sau ở công ty, Ma Tan gặp lại Kang Mi, ngoài mặt vẫn cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng. Vì để trở thành hình mẫu lý tưởng của Kang Mi, anh đã phải luyện tập chống đẩy rất hăng say với hai cánh tủ như một vị chúa hề.
còn không ngần ngại khoe cơ bắp với phó phòng ngay trước mặt Kang Mi, nhưng nhìn anh đâu có gì ngoài da bọc xương. Ngày hôm đó là buổi đánh giá cấp trên cuối cùng, phó phòng đã ngồi đóp căn từng giây từng phút, để ý từng việc làm của các thành viên trong tổ. Đến đúng 6 giờ kết thúc buổi đánh giá, lúc này phó phòng mới lôi hết sự căm phẫn trong mấy ngày qua xả vào các cấp dưới, còn đứng cả lên bàn chửi rủa mọi người. Quản lý Cha đến ngăn ông lại và cho hay kết quả đánh giá có thể bị thay đổi trước 6 giờ 30 phút. Nghe đến đây phó phòng mới tá hỏa lo lắng chữa cháy, bảo bản thân chỉ đang đùa mọi người chút thôi. Sau đó kết quả đánh giá đã có, phó phòng vô cùng tức giận khi biết kết quả bổ nhiệm chỉ đánh giá bằng năng lực và bằng cấp. Ông gào khóc trách đời thật bất công, hận đời vô đối. Trong lúc đó Sang Sik và Na Jae đang nói chuyện trong phòng chờ. Cô hỏi Sang Sik rằng Ma Tan vẫn phải ở nhà trọ của anh sao? Thế thì để tránh bất tiện đêm nay anh lại ngủ ở nhà cô rồi. Cả hai đưa nhau nụ cười đầy ẩn ý, đúng lúc đập vào ánh mắt phán xét của Hyung Mi và Kang Mi. Hyung Mi hỏi có phải Na Jae và Sang Sik đang hẹn hò với nhau không? Na Jae liền phủ nhận toàn bộ rồi kiếm cớ rời đi. Để tránh bị mọi người nghi ngờ, cô và Sang Sik còn giả vờ cãi nhau như xưa. Tuy nhiên khi bước vào phòng họp thấy mọi người đang chăm chú xem gì đó được camera an ninh quay lại. Cả hai cứ ngỡ bị phát hiện ra bí mật liền lập tức lao tới lấy thân mình che lấp màn hình TV. Cả hai cố gắng giải thích sự hiểu nhầm này nhưng lại bất ngờ nhận ra cặp đội trong đoạn video lại là tổ trưởng Hyung Mi và trưởng nhóm Cha. Không ai dám tin vào những gì thấy trước mắt, xem mà sởn hế gai ốc. Vậy là trưởng nhóm Cha và Hyung Mi đã không ngần ngại mà cho mọi người trong tổ biết chuyện tình cảm của hai người. Cả nhóm còn đưa ra nghi ngờ vẫn còn có cặp đôi đang lén lút hẹn hò, nhưng lại không ai nghĩ đó lại là cặp đôi Sang Sik và Na Jae, vì hai người họ cứ như chó với mèo vậy. Làm hai thanh niên sướng vì may quá bí mật không bị lộ, chuyển cảnh trưởng phòng Uy đến gặp giám đốc và bị bà ta của trách vì dự án len mắt thông minh Gabos đã bị đối thủ sao chép. Anh cũng lén lấy chiếc máy ghi âm đã lén đặt ở gốc cây trong phòng giám đốc. Về phòng trưởng phòng Uy không khỏi bất ngờ khi chính giám đốc Choi là người đã bán thông tin cho đối thủ. Vô cùng tức giận và hứa sẽ bắt giám đốc phải trả giá. Đúng lúc đó anh phát hiện Na Jae lại đang trốn ở gầm bàn làm việc và nghe thấy toàn bộ đoạn ghi âm đó. Trước khi Na Jae rời đi, trưởng phòng đã nhờ cô một việc, đó là đưa cho Sang Sik trải nghiệm sản phẩm điện thoại mới nhất để anh ta không làm hỏng việc và ngừng tham gia vào việc điều tra. Sang Sik nhận được điện thoại thì vô cùng thích thú, cứ nghĩ bản thân DNAG được tham gia vào một dự án quan trọng. Còn nói đã tìm ra nội gián nằm ở tổ 3, trong khi đó Ma Tan miệt mài nghiên cứu anh chàng hình mẫu lý tưởng của Kang Mi, còn không ngừng thể hiện cơ bắp ở trước mặt cô, nhưng Kang Mi liền nói không hề thích anh ấy ở cơ bắp. Ma Tan liền nở một nụ cười chú bé đần, sau đó còn giả giọng hát giống với thần tượng khiến Kang Mi chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Chuyển cảnh Sang Sik gọi Ma Tan đến một phòng tối và bắt đầu chơi trò thám tử. Sang Sik nói đã nhìn thấy hình Ma Tan chụp cùng với mẹ. Bà ta lại chính là vợ của chủ tịch tập đoàn Power, nhưng Ma Tan lại phủ nhận và nói trước đây từng nhận học bổng của Power nên đã chụp hình cùng bà ấy. Sang Sik lại cho rằng Ma Tan vì muốn trả ơn nên mới lẻn vào ga út để tiếp cận và đánh cắp thông tin từ một người có thực lực như Sang Sik đây. Ma Tan nói Sang Sik bớt ảo tưởng đi. Việc anh tới nhà Sang Sik là để cần một người tài giỏi như Sang Sik để dựa dẫm. Chỉ cần vài lời dối lòng của Ma Tan đã khiến Sang Sik cảm động sụt sùi, nước mắt ôm chầm lấy Ma Tan. Nhưng bấy nhiêu đó thôi vẫn chưa đủ làm Sang Sik thôi nghi ngờ Ma Tan. Lúc đang đi vệ sinh thì Ma Tan bất ngờ gặp lại anh bạn người Đức giúp cờ bác của mình. Cả hai đã có một cuộc tâm sự mỏng về lý do tại sao Ma Tan lại làm việc ở đây. Sang Sik lúc này cũng lén ngồi gần đó dùng Google dịch để âm thầm nghe cuộc nói chuyện bằng tiếng Đức của hai người. Lúc này Sang Sik đã phát hiện ra thân phận thật của Ma Tan. Cả hai cùng nói ra hết những điều khúc mắc trong lòng rồi diễn cảnh huynh đệ tái ngộ lâm ly bi đát. Mọi người xung quanh chứng kiến thì vô cùng khó hiểu. Ma Tan đề nghị Sang Sik hãy giúp mình giữ kín chuyện thân thế anh trong lúc dự án Gabos đang bị phía Power cướp mất. Sau đó cả hai cùng dắt tay nhau vui vẻ về văn phòng. Phó phòng nhìn thấy Sang Sik vui vẻ ung dung không tập trung làm việc thì buông lời mắng mỏ anh. Na Jae muốn bảo vệ người yêu nên đã đứng dậy khen ngợi anh đã vất vả chạy đi chạy lại vì đống tài liệu mà cô nhờ trước đó. Nhưng khi phó phòng kiểm tra tập tài liệu thì đó chỉ là tâm thư tình tứ của trưởng nhóm Cha dành cho Hyung Mi, khiến ông như muốn tức điên, còn mọi người thì ngượng chín mặt. Mọi người sau đó đổ dồn mọi nghi ngờ vào Na Jae, cô nàng thì cố gắng giải thích tất cả chỉ là hiểu nhầm. Chuyển cảnh Ma Tan vì muốn giống như những nam chính trong phim ngôn tình để tán đổ Kang Mi nên đã cày ngày cày đêm các bộ phim, còn tìm anh bạn Ajit Ấn Độ để xin kinh nghiệm. Sau đó ở công ty vận dụng những gì đã học được lên Kang Mi, nhưng cô nàng khá cứng cựa. Dù anh có làm gì đi nữa cô vẫn sẽ không rung động vì cô không thích một người có quá nhiều bí mật như anh. Vì không muốn giữ bất kỳ bí mật nào nữa nên Ma Tan đã nói bí mật về thân thế của mình cho tất cả anh em ở tổ biết. Nhưng sau khi Ma Tan nói không một ai trong tổ tin. Lại cứ nghĩ chú bé đần mắc bệnh ảo tưởng nặng. Nhưng Kang Mi sau đó đã giải thích với mọi người rằng Ma Tan có sở thích trải nghiệm làm dân thường nên khoảng thời gian qua đã giấu mọi người. Phó phòng nghe xong chuyện này thì không khỏi bàng hoàng. Không ngờ Ma Tan lại là tổng tài thừa kế tập đoàn Power. Chuyển cảnh tối đó Ma Tan đã đặc biệt chuẩn bị một buổi hẹn hò lãng mạn để thổ lộ tình cảm với Kang Mi.
Nhưng chưa kịp để Ma Tan lên tiếng, Kang Mi đã liệt kê hết những điều cô không thích ở anh, rằng anh là một thằng kỹ tính lại rất chi là láo nháo. Đang chửi thì cô bán hàng nghỉ bán, Ma Tan cứ tưởng được cứu một mang, ai dè bị Kang Mi lôi lại bắt nghe chửi tiếp. Thế là Ma Tan bị Kang Mi chửi đến tận sáng, khiến mắt anh thâm sì như con gấu trúc vậy. Phía bên này, Sang Sik cảm thấy bản thân quá kém cỏi và bị tổn thương khi mọi người trong tổ giấu mình về bí mật của dự án Gabos. Anh cảm thấy bản thân không hề xứng đáng với một người như Naze. Buồn bã, Sang Sik cởi bỏ hết những đồ mà Naze đã mua tặng anh rồi bỏ về. Naze cố gắng giữ anh ở lại. Cùng lúc đó, bố mẹ của Naze đến thăm thì thấy cảnh tượng Naze và Sang Sik đang giằng xé nhau thì sốc toàn tập, tưởng hai đứa đang chơi trò người lớn bạo lực. Để không khí bớt căng thẳng, cả nhà quyết định ăn tối cùng nhau. Bữa ăn diễn ra vô cùng căng thẳng giữa bố mẹ, vợ và con rể tương lai. Bố Naze đã hỏi lý do tại sao Sang Sik thích con gái ông. Anh nói anh yêu tất cả mọi thứ của Naze, kể cả nốt ruồi trên mông cô. Đúng là không đánh mà tự khai mà. Naze sặc rơi cả đồ ăn vào áo nên xin phép vào nhà vệ sinh. Trong đó cô cũng vì lấy thức ăn trên răng mà nôn ọe vọng ra ngoài, khiến ba mẹ và Sang Sik lại nghĩ cô có thai. Sang Sik hốt hoảng nói sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm với Naze. Bố Naze liền gọi anh làm con rể luôn. Mọi người còn tính đặt cả tên ở nhà cho em bé tương lai, khiến Naze ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chuyển cảnh sáng hôm sau ở tổ 3, mọi người bắt đầu một ngày làm việc mới với dự án marketing sản phẩm điện tử thông minh cho gia đình. Nhưng ở đây, khi mọi người biết thân thế cậu ấm của Ma Tan thì dành một sự quan tâm vô cùng đặc biệt, tỏ ra thái độ an cần chăm sóc nhằm xu nịnh để gây ấn tượng tốt với Ma Tan. Đối xử tốt quá khiến anh không quen mà chuyển sang lo sợ phải chạy trốn vào nhà vệ sinh lấy lại bình tĩnh. Anh gặp phó phòng cũng đang ở đây, ông ta xin lỗi vì thời gian qua hay chửi anh. Không biết anh là con nhà tài phiệt, Ma Tan nói tài phiệt thì cũng hoàn toàn là tiền của bố anh chứ không phải của anh. Còn số tiền mà phó phòng đã chi ra hôm nào lấy lương anh nhất định sẽ trả đủ. Ở bên ngoài, khi đang nói chuyện với thư ký Kim thì đột nhiên Kang Mi đi tới trước mặt với một bộ dạng bánh bèo vô cùng lạ lẫm. Đó là để cho Ma Tan không thích mình nữa nên Kang Mi đã cố tỏ ra là bánh bèo vô dụng. Nhưng Ma Tan không những không hết thích cô mà còn cảm thấy cô làm cái gì cũng dễ thương hết, làm hai má anh ửng hồng khi nghĩ về Kang Mi. Ma Tan hỏi Sang Sik có phải bị một cô gái từ chối mà vẫn thích có phải là ngu lắm không? Trở lại với cặp đôi Naze và Sang Sik, thấy dạo gần đây anh Jae có vẻ hơi khác lạ. Lại còn nói chuyện thân mật với Hye Young thì liền dùng ánh mắt laser siêu nhân tia anh cháy cả áo. Sự thật thì Sang Sik đang định đi đào tạo đặc biệt ở nước ngoài, mà bạn trai Hye Young đã từng công tác có kinh nghiệm ở đó nên muốn xin ý kiến. Anh muốn trở lên tốt hơn trong mắt Naze. Tối đó trở về nhà, trong lúc ăn cơm, Sang Sik để dặn dò với Naze rất nhiều điều yêu thương. Anh bạn Aziz bên cạnh cứ tưởng hai người này bị thần kinh. Nhưng sau đó mới biết Sang Sik chuẩn bị sang Ấn Độ để công tác. Naze còn lo lắng Sang Sik sang đó sẽ không giữ nổi cám dỗ bản thân mà bị các cô gái Ấn Độ cua mất. Nên anh bạn Aziz đã đảm bảo giữ mình cho Sang Sik, không anh sẽ cắt móng tay hắn gửi về cho cô. Naze sau đó trở về phòng thì rất cảm động khi Sang Sik đã cẩn thận ghi lại hết công việc nhà mà cô hay quên ở các góc nhà. Anh còn đặc biệt xếp những lời nhắn đó dọc theo hành lang để Naze đi theo chỉ dẫn. Men theo đó, Naze đến nơi mà Sang Sik đang set up cho buổi cầu hôn của hai người. Cuối cùng, dưới khung cảnh bầu trời sao lãng mạn, Sang Sik đã ngỏ lời cầu hôn Naze, đeo lên tay cô chiếc nhẫn cầu hôn khiến Naze vô cùng hạnh phúc. Đột nhiên sáng hôm sau, trưởng phòng thông báo chương trình đi công tác Ấn Độ đã bị hủy, làm Sang Sik không hết đỗi bất ngờ và thất vọng. Còn Naze ở ngoài nghe thấy thì cười trong sung sướng. Sau đó tổ 3 có một cuộc họp và Ma Tan đã quyết định sẽ ở lại Ga Út để công tác dài hạn. Ai cũng vui mừng nhưng chỉ riêng có Kang Mi là nổi đóa lên vì không muốn Ma Tan ở lại một chút nào. Sau đó Ma Tan đã cho mọi người biết lý do, đó là công ty Power của bố anh đã dính vào vụ lùm xùm lập quỹ tiền ảo để tham nhũng và các thành viên ban quản trị đã bị bắt để điều tra. Nghe đến đây, Kang Mi không chịu nổi nữa mà bỏ chạy ra ngoài. Ma Tan đã đi tới để nói chuyện với cô như một người bạn, không nhất thiết phải tồn tại tình cảm nam nữ. Chỉ cần nói chuyện với nhau như hai người bạn là anh cũng thấy mãn nguyện rồi. Kang Mi thấy được sự chân thành đó nên đã vui vẻ đồng ý. Cô cũng lo lắng rằng Ma Tan ở lại sẽ bị mọi người bắt nạt dè bỉu, nhưng từ lâu anh cũng đã dần quen với việc này rồi. Quả đúng là như vậy, khi biết gia đình Ma Tan đã thất thế, các tiền bối trong tổ liền trở mặt và bắt nạt Ma Tan được ngay. Đúng là hết chỗ nói mà. Chuyển cảnh tối hôm đó, cả đội Market Tùng tổ 3 đi liên hoan cùng với nhau. Nhân dịp này, Naze và Sang Sik đã công bố chuyện tình cảm của họ cho mọi người biết. Tuy nhiên mọi người lại chẳng ai tỏ ra bất ngờ. Ma Tan còn mừng rỡ đứng lên thu tiền cá cược của mọi người vì anh đã đoán đúng Naze và Sang Sik đích thị là đang hẹn hò với nhau. Sau đó cả nhóm cùng nâng ly chúc mừng vì thành công của tổ 3 tại công ty Ga Út. Những ngày sau đó mọi người trong công ty vẫn vui vẻ làm việc cùng nhau. Kang Mi thì ngày càng có cảm tình với Ma Tan hơn. Hai người đã có những tiếp xúc gần gũi làm hormone của Kang Mi dâng trào khiến má cô ửng hồng giống Ma Tan ngày trước vậy. Ai cũng vui vẻ với công việc ở đây và tình yêu của bản thân.
Vậy là những tình huống hài hước cùng với những chuyện tình lãng mạn ở công ty Gaut kết thúc êm đẹp từ đó. Phần review đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Cho mình một like và một subscribe để tiếp thêm động lực nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.